cắt cắt chương 1640, không thể trốn đi đâu được. Trốn, 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 toàn thân đều là như tê liệt thống khổ, xương cốt đoạn mất mười mấy cây, làn da đều bị đốt bị thương, đau phong thân thể mỗi lần động một lần, đều sẽ xúc động vết thương, đau đến hắn nghe răng nhếch miệng, toàn thân co quắp. Nhưng hắn vẫn là đang điên cuồng bôn tẩu, bởi vì hắn biết rõ nếu không đi, hắn sẽ chết. Không trưởng lão, mau cứu ta, hắn nhìn thấy bên trái đằng trước có một người bôn tẩu, liếc mấy cái mới nhận ra lập tức giống to. Xa xa phong vương cấp cường giả nhìn lướt qua, nhưng xem đến phần sau băng băng mà tới cán thi, hắn cắn răng không để ý đến đao phong chạy như điên. Bịch, đao phong thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, đột nhiên quay đầu nhìn xem càng ngày càng gần cán thi, nhìn xem giang giật cặp kia tròng mắt lạnh như băng, hắn lần nữa gào thét giang giật, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta sai rồi, ta thật sai, chỉ cần ngươi không giết ta, điều kiện gì đều tốt nói, ta có thể cho ngươi 10 tỷ thần nguyên, có thể cho ngươi đạo thiên linh bảo, có thể dẫn ngươi đi nhà ta hồng mông bí cảnh tu luyện một tháng, không, một năm. Hưu, cán thi như như cuồng phong vào tới, thân thể nhảy lên thật cao, một đầu đùi như thiểm điện đánh xuống, trùng điệp bổ vào đao phong trên đầu. Đao phong đầu kịch liệt chấn động, mắt tối sầm lại đầu cũng nứt ra, hắn liền kêu khí lực cũng không có, mở to mắt nhìn thấy cán thi đùi lại nặng nặng nâng lên, hắn vô lực nhắm mắt lại, không còn có phản kháng. Oanh, cán thi đùi trùng điệp bổ vào đao phong trên đầu, triệt để đem hắn đầu chấn vỡ, linh hồn cho đánh tan. Đao phong, chết, một cái không gian giới chỉ, còn có một cái màu trắng chiến giáp thoát ly mà ra, giang giật thân thể bay vọt mà ra lập tức chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn khăng khăng muốn tiêu diệt đao phong nguyên nhân chính là vì đạo này thiên linh bảo chiến giáp, đao phong binh khí giống như cũng là đạo thiên linh bảo. Đồ tốt, hắn cầm chiến giáp cẩn thận lật nhìn mấy lần âm thầm gật đầu, tiện tay thả ra một chút hỏa diễm đem đao phong thi thể cho thiêu hủy, hắn thu hồi giới chỉ cùng chiến giáp, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, mơ hồ nhìn thấy mấy đạo chạy trốn thân thể. Được rồi, hắn không có tiếp tục đuổi giết, những công tử kia tiểu thư đều chạy trốn, chỉ còn lại một chút hộ vệ, phong vương cấp hộ vệ bị hắn giết mấy cái, nội tâm của hắn lửa giận phát tiết đến không sai biệt lắm. Chủ yếu là huyền hoàng chi lực không nhiều lắm, hắn cũng không dám lãng phí quá nhiều. Đoạt bảo hộp, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa một cái bệ đá, thân thể bay vọt mà lên đứng ở cán thi đại thủ bên trong, trong tay hắn huyền hoàng chi lực quán chú, kia cán thi bay vọt lên chỉ chạy bệ đá mà đi. Cao trăm trượng bệ đá cán thi chỉ là hai bước tự nhảy lên, sau đó đột nhiên vọt lên, lại đem một cái khác bảo hạp lấy xuống. Hưu, cán thi theo trên bệ đá bay vọt mà xuống, giang giật ôm bảo hạp trong tay thiên lực quán chú, bảo hạp nhẹ nhõm được mở ra, hắn nhìn lướt qua sắc mặt trầm xuống. Bởi vì bảo hạp bên trong cũng không có bảo vật, chỉ có một cái quyển trục. Chẳng lẽ là thần thông bí thuật, giang giật lấy ra quyển trục, nhanh chóng mở ra nhìn mấy lần đầy mắt thất vọng, quyển trục này bên trên quả nhiên là một loại thần thông bí thuật, Giang giật nhìn một lần phát hiện tối tăm khó hiểu, cái này bí thuật khẳng định phi thường khó tu luyện. Giang giật thần thông của mình bí thuật rất nhiều, tỉ như thần âm pháp tắc, tiềm ẩn thuật, sát khí, dung hợp hỏa diễm các loại chờ những này đều xem như thần thông bí thuật. Hắn muốn nhất không phải thần thông bí thuật, mà là có thể tăng cường bản thân mình cảnh giới thực lực bảo vật, thần thông bí thuật ỷ lại quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng tự thân cảnh giới tu luyện hắn đem quyển trục này ném vào trong không gian giới chỉ, lại lấy ra một cái khác bảo hạp, mở ra sau khi càng thêm thất vọng. Bởi vì cái thứ hai bảo hạp bên trong cũng là một cái quyển trục, đồng dạng là một loại tối tăm khó hiểu bí thuật. Thế mà không phải diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp, sang giật vốn cho là hai cái này bảo hạp như thế khó được, bên trong khẳng định có diệt ma kiếm hoặc là diệt ma giáp, hắn thậm chí phỏng đoán diệt ma đại đế liền là hỏa long kiếm bên trong lão giả thần bí, diệt ma kiếm liền là hỏa long kiếm tàn kiện một trong, dung hợp về sau hỏa long kiếm uy lực hội lớn hơn. Ông, độc linh thân thể theo bên cạnh thoáng hiện, hắn chắp tay bẩm báo nói, thiếu chủ, toàn bộ đều chạy trốn, toàn bộ người tiến vào bên trái tiểu thiền điện, cái kia váy vàng tiểu thư đi mặt phía bắc một cái thiền điện. Chạy liền chạy đi, giang giật nhẹ gật đầu, độc linh trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện mấy cái giới chỉ, mấy món chiến giáp binh khí, còn có một cái hình lục giác ngọc phù. Giang giật nhận lấy, đem còn lại thu nhập trong giới chỉ, duy nhất lưu lại cái kia hình lục giác ngọc phù hiếu kỳ nhìn mấy lần nói đây là cái gì a à, độc linh ngươi biết không không biết độc linh lắc đầu nghĩ nghĩ nói ra thượng tướng quân có thể biết rõ ông giang giật đem kỳ thanh trần tung ra ngoài kỳ thanh trần hướng quét mắt nhìn bốn phía mừng rỡ hỏi a à, giang giật các nàng đều lui giang giật nhàn nhạt nhẹ gật đầu độc linh lại mặt mũi tràn đầy kích động nói ra thượng tướng quân thiếu chủ đại phát thần uy giết rất nhiều người cái kia đao phong công tử đều giết còn lại chạy trốn. Cái này, kỳ thanh trần sắc mặt đại biến, nhìn lướt qua bên cạnh cán thi, hỏi, giang giật, người thật đem đao phong giết đi thi thể này là cái gì chẳng lẽ là lực thần tộc cán thi? Ừm, um, đây là lực thần tộc cán thi, ta chính là bằng vào cái này cán thi giết bọn hắn. Giang giật gật đầu giải thích nói, phiền phức lớn rồi, kỳ thanh trần con người lấp lóe mấy lần, ngừng âm thanh nói ra, giang giật, người đối thiên giới thế lực không phải hiểu rất rõ, thiên giới có bốn cái đại đế, Bốn cái đại đế là thiên giới người mạnh nhất, bốn người thủ hạ đều có rất nhiều gia tộc, đao này ra liền là thanh đế thủ hạ đệ nhất gia tộc. Đao phong chết một lần đao ra khẳng định sẽ biết, nói không chừng giờ phút này đã phái ra cường giả chạy đến hỗn độn hải. Phái tự phái, giang giật mày kiếm vẩy một cái, lạnh giọng nói ra, đao phong mấy lần muốn đuổi theo giết chúng ta, lần này nếu không phải ta luyện hóa cán thi, chúng ta hội đều đã chết. Đã hắn muốn giết chúng ta, vì sao chúng ta không thể giết hắn chẳng lẽ lại bọn hắn đao ra còn dám truy sát đi địa giới không thành đi địa giới như thế không có khả năng kỳ thanh trần rất khẳng định nói ra bốn vị đại đế có nghiêm lệch thiên giới đại gia tộc hết thảy không cho phép đi địa giới loạn giết nếu không không hỏi nguyên do chuyện giết hết không xá vấn đề là chúng ta sợ là không có cách nào trở lại địa giới chờ chúng ta ra diệt ma cung sợ là toàn bộ hỗn độn hải đều là thiên giới cường giả Truyền tống về địa giới truyền tống trận bên kia đều là bọn hắn người, chúng ta làm sao hồi trở lại địa giới. Nghiêm trọng như vậy, Giang giật sắc mặt biến huyến, nếu vô pháp hồi trở lại địa giới, bọn hắn chỉ có thể ở trong biển hỗn độn ẩn núp. Nhưng thiên giới người tới thêm, bọn hắn sớm muộn sẽ bị phát hiện, sẽ bị truy sát. Ngụy đế cấp, Giang giật đột nhiên nhớ tới đao chiến, ngưng âm thanh hỏi, đao ra người nói nhà bọn hắn có ba cái ngụy đế cấp, cái này ngụy đế cấp mạnh không mạnh. Mạnh ngoại hạng, Kỳ Thanh Trần khe khẽ thở dài nói, Ngụy Đế cấp khoảng cách phong đế cấp chỉ có cách xa một bước, nghe nói một chiêu có thể hủy diệt một thế giới nhỏ mặt, như đao ra tới một cái Ngụy Đế cấp, sợ là chúng ta đều không thể trốn đi đâu được. Chương 1641, ngàn dặm một cái chớp mắt. Giết một cái đao phong, dẫn tới phiền toái càng lớn, Giang giật nội tâm ngược lại là không có nửa điểm hối hận, sự tình đã phát sinh, hối hận có gì hữu dụng đâu giống như thời gian ngược dòng, Giang giật đồng dạng sẽ giết lại nói. Đây là cái gì? Hắn đem cái kia hình lục giác ngọc phù đưa cho Kỳ Thanh Trần, giải thích nói, một chút công tử tiểu thư bóp nát về sau, đều biến mất không thấy. Cái này ngọc phù là đao phong, chưa kịp bóp nát, bị độc linh cầm. Cái này, chẳng lẽ là thần độn phù? Kỳ Thanh Trần nhìn mấy lần, khẳng định gật đầu nói, không sai, đây tuyệt đối là thần độn phù, đây là một loại phi thường cường đại bảo vật chân quý. Bóp nát về sau có thể trực tiếp truyền tống về các gia tộc địa điểm chỉ định, những công tử kia tiểu thư hẳn là đều truyền tống về đi lần này phiền phức lớn rồi chúng ta còn không có ra diệt ma cung đoán chừng bên ngoài tiểu cường giả như mây ách giang giật con người lấp lóe cắn răng nói ra nếu không chúng ta tìm lối ra truyền tống ra ngoài nói không chừng có thể sớm truyền tống về địa giới a không còn kịp rồi kỳ thanh trần lắc đầu nói chúng ta muốn đi truyền tống về địa giới không linh đảo cần đi trước hỗn độn đảo lại truyền tống đi không linh đảo chúng ta coi như xâm nhập vào hỗn độn đảo có thể truyền tống sao đi hỗn độn đảo muốn mấy ngày đến lúc đó không linh đảo bên kia người của thiên giới khẳng định tới. Đừng nóng vội, trời không tuyệt đường người. Giang giật con người chuyển động vài vòng, tỉnh táo nói ra, đã như vậy, vậy trước tiên đừng đi ra, ta luyện hóa một chút chiến giáp, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp làm sao trốn về địa giới đi. Đúng rồi, Thanh Trần, kia hai cái bảo hạp ta lấy được, là hai cái quyển trục, người thử một chút có thể hay không lĩnh hội ta trước luyện hóa, độc linh đề phòng. Ân, độc linh, ta xem một chút phải chăng có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, có người luyện hóa một kiện. Giang giật lật xem một lượt tịch thu được không gian giới chỉ điều tra, có hai cái phong vương cấp cường giả trên thân đều có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, đáng tiếc bị cán thi cho hủy đi, hắn chỉ có thể tìm vận may. Ha ha, độc linh người vận khí không tệ, đao phong trong giới chỉ có một kiện. Rất nhanh Giang giật đôi mắt sáng lên, hắn luyện hóa đao phong giới chỉ, lấy ra một kiện màu xanh chiến giáp, Độc Linh cũng không nói nhảm nhận lấy, thân thể lóe lên biến mất. Giang giật lấy ra đao phong đạo thiên linh bảo chiến giáp, đem kia hai cái quyển trục đưa cho Kỳ Thanh Trần, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Kỳ Thanh Trần không chút khách khí, dù sao ba người là một thể, ba người chiến lực càng cường đại lời nói, cơ hội sống sót hội lớn hơn. Chiến giáp tốt luyện hóa, đao phong chết bên trong không có bất kỳ cái gì dấu ấn tinh thần, bất qua chiến giáp này có chút thông linh, Giang giật luyện hóa một hồi lại có ta kháng cự, hắn ngược lại không gấp không ngừng dùng thiên lực quán chú đi vào, còn đem chữ tiểu truyện ký tự bỏ vào dạo qua một vòng, hao tốn hai canh giờ chiến giáp suốt cục luyện hóa. Tốt, có chiến giáp này, phối hợp huyền hoàng chi lực, bình thường phong vương cấp khẳng định giết không chết hắn, giang giật nội tâm đại định. Bên kia kỳ thanh trần lại cao mày, tựa hồ không có quá tiến nhanh dương. Giang giật quyển trục này ngươi cầm, thời gian ngắn ta căn bản cảm ngộ không được. Kỳ thanh trần đem một phần quyển trục đưa cho giang giật, cầm một phần khác quyển trục nói, đây là một loại cực kỳ tốt bí thuật, là đỉnh cấp thân pháp, ngàn dặm một cái chớp mắt. Bất quá phi thường khó khăn lĩnh hội, giống như có thể đại thành, ngược lại là tốc độ có thể tăng nhiều a. Nếu không dạng này, Giang giật lấy ra thần thụ diệp đưa cho Kỳ Thanh Trần nói, ngươi vào Hỗn Nguyên Châu nội sam ngộ, ta đi vòng vòng tìm xem còn lại bảo vật nếu có được đến Diệt Ma Cung, nói không chừng bằng vào Diệt Ma Cung chúng ta nhẹ nhõm có thể trốn về địa giới. Tốt, Kỳ Thanh Trần đôi mắt sáng lên, nếu có được đến diệt ma cung xuyên qua hư không phi hành hồi trở lại địa giới khẳng định không phải việc khó a à. bảo mệnh quan trọng nàng không cố được nhiều như vậy cầm thần thụ diệp tiến vào hỗn nguyên châu bên trong độc linh luyện hóa không có giang giật quát khẽ một tiếng nơi xa độc linh thân thể nhẹ nhàng tới mặt mũi tràn đầy kích động nói ra thiếu chủ luyện hóa cái này đích xác là nguyên thủy linh bảo chiến giáp đa tạ thiếu chủ độc linh là một cái mị ảnh tộc khí đồ đời này coi là chỉ có thể trốn trốn tránh tránh sống cả đời lại không nghĩ rằng đi theo giang giật không chỉ có thể quang minh chính đại còn sống còn danh dương địa giới lại đều mặc bên trên nguyên thủy linh bảo chiến giáp cầm nguyên thủy linh bảo binh khí đây chính là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình cảm ơn cái gì a à đi giang giật nhếch miệng cười một tiếng hắn nghĩ nghĩ hướng phương bắc phóng đi công dương tiểu thư bọn hắn trước kia là theo phía đông tới bên kia thiền điện bảo vật đều bị cầm qua bên kia không có ý nghĩa hắn đem cán thi thu vào cứ như vậy cùng độc linh hướng phía trước chạy đi người mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp hắn lực lượng tăng nhiều coi như kha lộng ảnh toàn lực bắn hắn một tiếng cũng không giết chết hắn a à. cái này đại điện phi thường lớn bôn tẩu mấy vạn trượng, giang giật cùng độc linh mới đến một đại môn bên ngoài cái này bốn phía đại điện đều có một đại môn giờ phút này đại môn cấm chế lấp lánh đã đóng lại kha lộng ảnh hẳn là tiến vào uống giang giật đột nhiên hướng đại môn ném ra một quyền cấm chế quang mang lấp lánh mấy lần giang giật nhìn mấy lần gật đầu nói cái đại môn này cần bạo lực phá vỡ độc linh tránh ra, độc linh lui ở một bên, giang giật thả ra cán thi quán chú một chút huyền hoàng chi lực, cán thi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi đi qua, đối đại môn đột nhiên ném ra một quyền, oanh, đại môn truyền đến một đạo tiếng oanh minh, cấm chế quang mang rõ ràng ảm đạm, cán thi vung lên to lớn nắm đấm lần nữa hung hăng đập mấy quyền, đại môn lại chậm rãi hướng bên cạnh mở ra, mãnh liệt, độc linh âm thầm cảm khái, coi như hắn mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp, sợ là mấy quyền cũng sẽ bị cán thi oanh sát a. À đáng tiếc a à, giang giật thì thổn thức không thôi cái này cán thi mãnh liệt là mãnh liệt liền là tiêu hao huyền hoàng chi lực nhiều lắm cái này đại sát khí không thể dùng linh tinh nếu không không có huyền hoàng lực cán thi liền là một cái tử vật giang giật mang theo độc linh đi vào đại môn quang mang lóe lên hai người trợn tròn mắt phía trước không ngờ là hành lang thông đạo mà lại thông đạo không phải một đầu thẳng phía trước rõ ràng có thể nhìn thấy mấy cái chỗ ngã ba nơi này lại là một cái mê cung nơi này khẳng định có bảo vật bất quá cần dùng trí mà lại nơi này nói không chừng có thông hướng tầng thứ tư cửa vào tự xem chúng ta có thể hay không có vận may này giang giật xem xét vài lần trong đầu xuất hiện một cái mơ hồ tưởng niệm bình thường tình huống cung điện đều là tỏa bắc chiều nam phương bắc phi tôn theo đại điện phương bắc vào đây là một cái mê cung trong này rất có thể có đi tầng thứ tư cửa vào nếu có tầng thứ tư lời nói diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp diệt ma cung hạch tâm khẳng định ở nơi đó giang giật không có mạo hiểm tiến lên loại này mê cung đi nhầm một bước có thể tự vĩnh viễn không cách nào đến chân chính cửa ra vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở bên trong cuối cùng đã đến giờ truyền tống ra ngoài hắn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng trọn vẹn ngồi thời gian một nén nhang hắn cái mũi lắc một cái ngửi thấy một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm thình lình đứng dậy chỉ về đằng trước cái thứ hai chỗ đường rẽ nói kha lộng ảnh đi con đường này độc linh chúng ta đi theo nàng đi nhà đầu này là thiên giới đại gia tộc tiểu thư có thể nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ ba, trên thân nói không chừng có dị bảo hoặc là địa đồ, có thể tìm tới chân chính cửa vào, đi tầng thứ tư. chương 1642, Đao Nô, báo, thiên giới lớn nhất giới diện, thiên hồng giới, phía nam cao nhất một ngọn núi, thanh đế phong chi đỉnh, vang lên một đạo kinh hoàng quát khẽ âm thanh. Không có qua quá lâu toàn bộ thanh đế phong đều vỡ tổ, một mảnh xôn xao. Thanh đế phong là năm đó thanh đế chứng đạo chi địa, nhưng thanh đế đằng sau không có lựa chọn ở tai nơi này, ngọn núi này trở thành thanh đế thủ hạ đệ nhất gia tộc đao gia đại bản doanh. Đao gia tiên tổ, đã từng là thanh đế cầm đao người, đi theo thanh đế trăm năm. Hàng năm đi theo thanh đế không ngừng bị chỉ điểm, cuối cùng cảnh giới đạt đến ngụy đế cấp, cái này cầm đao người là cô nhi, không tên không họ, thanh đế ban cho hắn đao họ, tên một chữ một cái nô chữ, đây chính là đao gia tồn tại. Đao nộ không có ở thanh đế phong, một mực nương theo thanh đế tả hiếu, bình thường đao gia sự vụ là đao nô nhi tử đao nộ chủ trì đao phong liền là đao nộ nhi tử vừa rồi tên kia truyền nhà báo truyền tin tức liền là đao phong linh hồn ngọc bài vỡ vụn đao phong chết rồi mà lại công dương ra lương ra chờ gia tộc cũng truyền tới tin tức công dương tiểu thư lạnh công tử bọn người trở về các nàng là bị địa giới đệ nhất thiên tài giang giật buộc trở về công dương tiểu thư khi trở về đao phong thần độn phù bị đánh bay đang bị truy sát toàn bộ đao gia bạo động thành đế cái này cầm đao người đao nô rất không chịu thua kém sinh mười mấy cái nhi tử những con này cơ bản đạt đến phong vương cấp, có hai cái đạt đến ngụy đế cấp. Gia tộc cường giả như mây, đao ra tại toàn bộ thiên hồng giới đều là lừng lẫy nổi danh, những năm này lập xuống chiến công hiển hách, là đối chiến minh giới chủ lực một trong. Đao ra thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công tử lại bị người giết vẫn là bị một cái địa giới người trẻ tuổi, đao ra tự nhiên quần tình xúc động phẫn nộ. Đao phong thân phận địa vị, coi như thiên giới hào môn cũng không dám động đi coi như làm sai chuyện gì, giáo huấn một lần là được, Thiên giới hảo môn tuyệt không dám đánh giết Đao Phong. Bất quá chính là bởi vì Giang giật không phải thiên giới, mới không rõ Đao gia có thế lực, không rõ Đao gia kinh khủng, mới dám giết Đao Phong. Tin tức này truyền ra, không cần phải nói Đao gia tuyệt đối sẽ trở thành thiên giới trò cười, Đao gia con em không chết ở minh tộc trong tay, lại chết tại địa giới một tiểu nhân vật trong tay, đây là cỡ nào buồn cười a. À? Đao gia gia chủ Đao nộ nổi giận, trước tiên đưa tin cho đến Đao nô, Đao nô truyền về một chữ giết. Đao nô lên tiếng đao gia động, đao gia chiến đường đường chủ ngụy đế cấp cường giả đao lãnh, tự mình mang theo mười mấy tên phong vương cấp cường giả, truyền thống đi hỗn độn hải, thế giết giang giật. Toàn bộ thiên hồng giới náo nhiệt lên, địa giới không ngừng có cường giả phi thăng có lẽ truyền thống đi lên, bất quá những cường giả này đều không thành được quá đại khí với, nhiều nhất trở thành chu minh đại trong quân tướng quân thống lĩnh loại hình. Ngoại trừ một cái diệt ma đại đế bên ngoài, cũng không có đặc biệt sáng chói nhân vật, giang giật ngược lại là thay địa giới nổi danh, chỉ ít rất nhiều gia tộc đều biết, địa giới có một cái gọi là giang giật người trẻ tuổi thanh đao ra đệ nhất công tử cho làm. Kỳ thanh trần đoán được rất chuẩn, đao lãnh dẫn người truyền tống đi hỗn độn hải về sau, trước tiên đem không linh đảo cho khống chế. Không linh đảo bên trên có rất nhiều truyền tống trận, đi thiên giới cùng địa giới truyền tống trận đều ở nơi này. Chỉ cần khống chế nơi này, giang giật bọn người mưa tưởng truyền tống về địa giới. Ngụy đế cấp, đao gia nhân vật số 3 tới, hỗn độn hải tứ đại gia tộc tộc trưởng lập tức tới chờ đợi mệnh lệnh. Đao lãnh không hề rời đi không linh đảo, một người ngồi chấn không linh đảo, đem còn lại hơn 50 phong vương cấp toàn bộ phái ra ngoài, để tứ đại gia tộc triệu tập đại quân đem diệt ma cung bốn phía phương viên ngàn vạn dặm đoàn đoàn bao vây, liền chờ giang giật ra. Tứ đại gia tộc tề động, đem gia tộc cường giả đều triệu tập ra, dòng dã 500 vạn cường giả, một đường truyền tống đi loạn tinh thành, sau đó thẳng đến diệt ma cung chỗ khu vực, hình thành một cái cự đại vòng vây. Diệt ma cung đi ra ngoài là lập tức truyền tống, nhưng truyền tống phạm vi vẻn vẹn diệt ma cung phụ cận phương viên trăm vạn lý sở dĩ vô luận giang giật truyền tống đi nơi nào đều có thể lập tức bị phát hiện tiếp theo bị vây giết toàn bộ hỗn độn hài một mảnh xôn xao trước đó giang giật giết lương ra một cái phong vương cấp đã khiến cho rất lớn oanh động khi đó tự điều tập rất nhiều người truy sát đáng tiếc truy sát mấy ngày không có tìm được người tại giang giật xông vào diệt ma cung lúc rất nhiều người dự cảm muốn xảy ra chuyện không nghĩ tới cuối cùng thật xảy ra chuyện đao phong bị giết rất nhiều gia tộc phong vương cấp hộ vệ cũng bị giết. Không linh đảo truyền tống trận qua mấy canh giờ lại phát sáng lên, thiên giới từng cái gia tộc cường giả truyền tống mà đến, công dương tiểu thư lại tới, lạnh công tử bọn người đồng dạng trở về, mang theo gia tộc cường giả. Các nàng chuẩn bị phối hợp đao lãnh cùng một chỗ chém giết sang giật, vãn hồi thiên giới hào môn mặt mũi. Hỗn độn hải thật là cường giả như mây, phong vương cấp cường giả ít nhất đạt đến 3-400, còn có một cái ngụy đế cấp cường giả tự mình ngồi trấn không linh đảo, bố trí xuống một cái thiên la địa võng, chỉ vì diệt sát một cái giang giật. Đi địa giới truyền tống trận toàn bộ bị phong bế, địa giới không thể truyền tống đi lên, nơi này cũng không thể truyền tống đi địa giới. Đao lãnh một bước đều không hề rời đi không linh đảo, chỉ cần giang giật không cách nào trở lại địa giới, hắn vô luận như thế nào trốn, cuối cùng đều chỉ có chết một lần. Giang giật không biết bên ngoài tới nhiều cường giả như vậy, chỉ chờ hắn ra ngoài. Hắn mang theo độc linh tại trong mê cung nhanh chóng bôn tẩu, dòng dã bôn tẩu mấy canh giờ, nhưng vẫn là không có tìm được cửa vào, cũng không có tìm được kha lộng ảnh. Mê cung này đến cùng lớn bao nhiêu, Giang giật có chút nhức cả trứng, đều đi nhiều như vậy canh giờ, thế mà còn không có nhìn thấy cuối cùng nếu không phải một mực có thể nghe kha lộng ảnh mùi thơm, Giang giật đều cho là mình lạc đường. Hưu, như là đã đến trình độ này, Giang giật có thể làm sao chỉ có lần theo mùi thơm tiếp tục bôn tẩu, đem hy vọng đặt ở kha lộng ảnh trên thân. Mê cung này từng cái từng cái thông đạo đều như thế, phách tường cùng trần nhà có cấm chế, tự ngay cả phía trên dạ minh châu đều giống nhau như đúc không có dấu vết mà tìm kiếm giang giật đi lâu như vậy không có nhìn ra nửa điểm khác biệt chớ nói chi là tìm tới sơ hở đi chính xác lối vào tiếp tục bôn tẩu đi dòng dã tám canh giờ giang giật cùng độc linh bước chân rốt cục cũng ngừng lại phía trước không có đường hai người thế mà tìm được kha lộng ảnh kha lộng ảnh ngay tại phía trước trong thông đạo ngồi xếp bằng một mặt an tường nghe được tiếng bước chân sau nàng mở to mắt cười nhạt một cái nói giang giật Người đã đến a à? ừ giang giật để độc linh lui lại trên thân màu trắng chiến giáp thoáng hiện đem cắn thi phóng xuất ánh mắt khóa chặt kha lộng ảnh nói người biết ta sẽ cùng theo ngươi đương nhiên kha lộng ảnh nhàn nhạt cười nói trên thực tế trên người ta mùi thơm là cố ý thả ra ngươi nhất định cho là ta biết rõ mê cung cửa ra vào a à ha ha thật có lỗi nhà ta người không có xông qua mê cung ta là đi loạn ngươi cũng nhìn thấy con đường này nhưng thật ra là tử lộ Giang giật sắc mặt lạnh lẽo, kha lộng ảnh thế mà mang theo hắn đi loạn lãng phí thời gian không sao, trọng yếu nhất chính là hắn tuyệt đối không cách nào tìm tới chính xác cửa ra. Mê cung một khi đi loạn lộ tuyến, sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong, chỉ có thể chờ đợi truyền tống ra ngoài. Ha ha, kha lộng ảnh cười nhạt một tiếng nói, Giang giật, ngươi là có người có đại khí vận, sở dĩ ta tự nhiên không thể để cho ngươi xông qua mê cung, đi đoạt được diệt ma kiếm diệt ma giáp cùng diệt ma cung. Ngươi tự ngoan ngoãn tại cái này ngồi, Trời đã đến giờ truyền tống rời đi đi. A, à, trên người ngươi mặc đao phong chiến giáp đao phong bị ngươi giết người có gan, hy vọng ngươi đi ra có thể còn sống trở lại địa giới. Ông, Kha Lộng Ảnh trên thân một khối lục giác ngọc phù xuất hiện, đột nhiên bóp nát thân thể biến mất tại nguyên chỗ, truyền tống về thiên giới, lưu lại mặt mũi tràn đầy đắng chát giang giật. Kha Lộng Ảnh dụng ý rất rõ ràng nàng không chiếm được Diệt Ma cung, Diệt Ma kiếm, Diệt Ma giáp, giang giật cũng đừng hòng đạt được. Chỉ cần giang giật không chiếm được những bảo vật này sớm muộn vẫn là thiên giới đại gia tộc, vẫn là Kha Gia. chương 1643, Thiên Huyễn Thủ. Kha lộng ảnh, có cơ hội đi thiên giới, ta nhất định khiến người ăn một chút đau khổ. Giang giật âm thầm chửi mẹ, bị nữ nhân này tính kế. Hắn hận nhất nữ nhân tính toán hắn, cơ thính vũ như thế, hình mộng uyển như thế. Bị Kha lộng ảnh tính kế thoáng cái, sợ là rất khó tìm đến rất chính xác cửa ra. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tinh tế cảm ứng một phen, trọn vẹn ba nén hương thời gian sau hắn mới mở to mắt, nghĩ nghĩ cùng độc linh nói ra, độc linh, chúng ta dây vào tìm vận may, dùng 10 canh giờ làm hạn định. 10 canh giờ chúng ta vô luận có thể hay không tìm tới lối ra, đều muốn về tới đây tới. Một đường lưu lại ký hiệu, dạng này có thể thuận đường tìm trở về. Tốt, độc linh là cấp cao nhất trinh sát, lưu ký hiệu tìm về đường loại này đơn giản. Hai người bôn tẩu mà đi, phân biệt tìm một cái chỗ ngã ba hướng phía trước lao nhanh, mỗi lần đến chỗ ngã ba, Hai người đều sẽ lấy ra một chút tiểu vật kiện lưu lại, những này tiểu vật kiện phi thường nhỏ, giống như không tra xét rõ ràng căn bản tìm không thấy. Khắp nơi đều là lối rẽ, Giang giật một đường quan sát, đằng sau hắn cũng mặc kệ, tùy ý hướng giao lộ phóng đi, một đường lưu lại ký hiệu là được. Một canh giờ sau Giang giật gặp đường tựu đi, gặp đường rẽ tựu sông, dù sao là tìm vận may. Có thể hay không tìm tới lối ra, Tự coi trọng thiên phải trang chiếu cố hắn. Lên trời không có chiếu cố hắn bôn tẩu sau bốn canh giờ hắn ngoài ý muốn cùng độc linh tao ngộ đây không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ tao ngộ chỗ ngã ba giang giật đã từng lưu lại ký hiệu hắn lại vòng trở về tiếp tục chia ra tìm giang giật phung tay lên cùng độc linh lần nữa chia ra bôn tẩu nhưng bôn tẩu ba canh giờ giang giật phát hiện lại trở về mà lại tại hắn đường vòng đi một khoảng cách phát hiện độc linh lưu lại ký hiệu đường này độc linh khẳng định đi qua một canh giờ sau giang giật cùng độc linh gặp nhau hắn khoát tay áo nói được rồi, không tìm, vô dụng, chúng ta chú định nhốt ở bên trong, dạng này tìm, tuyệt đối tìm không thấy ra miệng. Ừm, độc linh cũng đầy mắt ảm đạm, hắn nhiều lần đi trở về đường cũ, mê cung này đi đi đều sẽ lượn quanh hồi trở lại đường cũ, nếu như không có phá cục chi pháp, khẳng định tìm không thấy đường ra. Cán thi ra, giang giật quát khẽ một tiếng, đem cán thi đem thả ra, quán chú một tia huyền hoàng chi lực, cán thi lợi chảo đột nhiên hướng vách tường chộp tới, một đạo trầm muộn nổ vang, vách tường quang mang lấp lánh, hỏa hoa văng khắp nơi, thế mà còn chưa bị hủy đi. Trở về đi, Giang giật bất đắc dĩ thở dài thu hồi cán thi, hướng nguyên lai đầu kia chết thông đạo đi đến. Hai người theo bôn tẩu, hao tốn nửa canh giờ về tới chết thông đạo, Giang giật khoát tay áo nói, ngươi tu luyện đi, hoặc là tùy ý đi dạo cũng được. Chớ đi xa, ta phải nghĩ một chút biện pháp, đi ra làm sao tự vệ, lui về địa giới. Ừm, độc linh thân thể bay đi, ngắn như vậy thời gian tu luyện vô dụng, hắn muốn tìm tìm biện pháp nhìn xem có thể hay không đi tầng thứ tư. Giang giật mặc kệ hắn, nơi này là an toàn, cho dù có người vào đây hắn cũng có thể chém giết. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên tu luyện huyền hoàng chi lực, vừa nghĩ biện pháp. Huyền hoàng chi lực trở nên phi thường chân quý, vừa ra diệt ma cung liền sẽ tao ngộ vòng vây truy sát, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ huyền hoàng chi lực, nếu không cắn thì không động được, hắn lấy cái gì đột phá trùng vây. May mắn tiến vào diệt ma cung chỉ là hạ giới mấy ngày thời gian, khoảng cách một ngày còn có hạ giới thật lâu, đương nhiên. Đây là không có tính cả giang giật cùng kỳ thanh trần ở bên ngoài chậm trễ thời gian, hai người thế nhưng là các loại chờ diệt ma cung mở ra tiểu nửa ngày mới tiến vào. Tính toán ra, khoảng cách diệt ma cung truyền tống ra ngoài, hẳn là còn có hạ giới năm chừng 10 ngày. Giống như hắn một mực tu luyện huyền hoàng chi lực không ngừng lời nói, vẫn có thể tu luyện rất nhiều ra, chỉ ít có thể so sánh vào diệt ma cung trước còn nhiều hơn ngàn dặm một cái chớp mắt cái này bí thuật đối với ta không có tác dụng gì a à. giang giật nghĩ đến kia hai loại bí thuật loại kia ngàn dặm một cái chớp mắt bí thuật kỳ thanh trần tại tu luyện cắn thi tốc độ so đao phong nhanh hơn hắn cảnh giới quá thấp tu luyện ngàn dặm một cái chớp mắt không có tác dụng gì hắn cũng không tu luyện lực thần đã quyết thời gian ngắn như vậy tu luyện không có quá tiến nhanh dương hắn dứt khoát lấy ra một loại khác bí thuật nhìn xem có thể hay không có tác dụng thiên huyễn thủ đây là một loại huyễn thuật phụ trợ công kích cụ thể là dạng gì thần thông, Giang giật ngay từ đầu thấy như lọt vào trong sương mù, sở dĩ đều vô dụng tâm đi quan sát, giờ phút này mới tĩnh tâm xuống tới quan sát. Hắn đầu tiên là đem bên trong tất cả nội dung đều cõng xuống tới, lúc này mới tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu tinh tế cảm ngộ, trọn vẹn cảm ngộ hai canh giờ, hắn mới xem như triệt để minh bạch đây là một loại cái gì loại hình thần thông. Thiên huyễn thủ, đích thật là một loại phụ trợ loại thần thông, nói trắng ra là nhưng thật ra là một loại huyễn thuật. Lúc công kích, để cho địch nhân phân biệt không ra chân chính sát chiêu khắp thiên đều là thủ ấn rất là dọa người bất quá cái này thiên huyễn thủ chỉ có thể dùng tay phóng thích không cách nào dùng binh khí phóng thích đây là thiếu hụt nếu như không có trưởng pháp loại thần thông cái này thiên huyễn thủ hoàn toàn vô dụng bất quá căn cứ phía trên giới thiệu thiên huyễn thủ phi thường rất thật phòng đế cấp hạ ai cũng nhìn không thấu thật giả ngược lại là một loại cường hoành phi thường phụ trợ thần thông gần gà a ta lại không có trưởng pháp sang giật khe khẽ thở dài hắn pháp tác công kích rất yếu cơ bản dựa vào thần thông bí thuật cái này thiên huyễn thủ căn bản là không có cách phụ trợ coi như huyễn hóa ra mấy ngàn con tay không có lực sát thương có cái lông tác dụng không đúng giang giật nội tâm đột nhiên động một cái giống như hắn có một loại trưởng pháp rất mạnh cái kia chính là phun lửa trưởng pháp hắn như thả ra lục sắc hỏa diễm ai cho vỗ chúng bình thường phong vương cấp không chết thì bị thương a nếu có thể dùng thiên huyễn thủ phụ trợ kia tùy ý đập đều có thể bên trong a Địch nhân nhìn thấy đầy trời thủ ấn, khắp nơi đều là hỏa diễm, còn không phải hù chết A. À. Cũng không đúng, Giang giật nghĩ nghĩ, hỏa diễm có nhiệt độ cao A, à, giống như cái này thiên huyễn thủ chỉ là mượn tay người khác. Cái khác thủ ấn nếu không có nhiệt độ cao, địch nhân tùy ý cảm ứng thoáng cái tựu xem thấu mượn tay người khác, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa A. À. Cũng không biết, cái này thiên huyễn thủ phải chăng có thể dĩ giả loạn chân, tất cả tay đều cảm giác có hỏa diễm. Giang giật mơ hồ, thứ này không tu luyện là hoàn toàn không biết như tân tân khổ khổ tìm hiểu cuối cùng lại vô dụng hắn tự lãng phí thời gian còn lại thời điểm không có việc gì thời khắc này thời gian thế nhưng là phi thường chân quý quan hệ đến hắn phải chăng có thể chạy ra trùng vây độc linh đi tìm lối ra nhưng giang giật không báo bất luận cái gì hy vọng chỉ có thể chờ đợi đến một ngày hậu truyền đưa ra ngoài truyền thống là tại diệt ma cung trăm vạn lý giang giật tin tưởng đến lúc đó trăm vạn lý phạm vi bên trong tuyệt đối đều là người sở dĩ hắn vừa đi ra ngoài liền sẽ bị phát hiện hắn đường ra duy nhất cái kia chính là xông vào, xông ra vòng vây, lại nghĩ biện pháp ẩn núp, hoặc là trở lại địa giới. Hỗn độn hải phi thường lớn, hắn có cán thi, có tiềm ẩn thuật, đến một hai cái phong vương cấp nhẹ nhóm có thể diệt sát. Sở dĩ hắn còn có cơ hội, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể lao ra khỏi vòng vây, ẩn núp đi. Càng nghĩ, Giang giật suy nghĩ gần nửa canh giờ, cuối cùng phát hiện không có bất kỳ cái gì đường có thể đi, hắn cũng không có chuyện gì khác có thể làm, chỉ có tu luyện cái này tiên nguyễn thủ diệt ma đại đế, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Giang giật khe khẽ thở dài, mong đợi tại diệt ma đại đế. Quyền trục này như thế dễ thấy, như thế khó được đến, giống như không thể dĩ giả loạn chân, chỉ là gân gà thần thông, hắn tự bị diệt ma đại đế hố. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu tính tu, thần thụ diệp tại kỳ thanh trần chỗ nào, hắn không xác định cái này thần thông có hữu dụng hay không, cũng không dám đi muốn trở về, hết thảy tựu xem thiên ý. Trường 1644, giết trở lại địa giới thiên ý không có chiếu cố giang giật, độc linh dòng giã tìm xuống dưới 12 ngày thời gian, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, chính hắn cảm mộ thiên huyễn thủ 12 ngày, lại vẻn vẹn chỉ là nhập môn, khoảng cách đại thành xa xa khó vời. Mà lại, hắn đến còn không biết cái này thần thông phải chăng có thể phối hợp dung hợp hỏa diễm, trong khoảng thời gian này hắn nghĩ đến rất nhiều, quả thực là không muốn ra một biện pháp tốt. Kỳ thanh trần một mực tại bế quan, cầm thần thụ diệp. Giang giật cũng không tốt hỏi nàng muốn, sở dĩ chỉ có thể khổ bước tiếp tục một bên tu luyện huyền hoàng chi lực, một bên tiếp tục tham mộ thiên huyễn thủ. Độc linh kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm lối ra, hắn phát hiện một cái rất bi kịch sự tình, hắn đã đem sở hữu thông đạo đều làm tiêu ký, nhưng vẫn như cố tìm không thấy lối ra. Mê cung phi thường lớn, bên trong ít nhất có mấy trăm vạn đầu hành lang, độc linh ngày đêm không ngừng bôn tẩu, đã đi khắp tất cả thông đạo, nhưng trong này căn bản chính là một cái không có ra miệng chết mê cung. Độc linh biết rõ trong này khẳng định chỗ đó có vấn đề, giống như có thể tìm tới vấn đề này chỗ, nói không chừng liền có thể tìm tới lối ra. Hắn trở về một lần, đem phát hiện của mình nói cho Giang Giật. Giang Giật cũng chưa đi ra ngoài, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, mê cung này mở đầu đi nhầm, tụ tuyệt đối không thể đi đến lối ra. Mê cung khẳng định có lối ra, lối ra kết nối lấy tầng thứ tư, diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp, cùng khống chế diệt ma cung hạch tâm đều tại tầng thứ tư. Đáng tiếc một bước sai, từng bước sai, Giang Giật bỏ lỡ cái cơ duyên này, không có cái này số phận. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Nếu Giang Giật là diệt ma đại đế, hắn bố trí một cái cường đại mê cung, giống như vượt quan người bước đầu tiên đi nhầm, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội. Sẽ đem hắn vây ở trong mê cung, sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Đối với bố cục người tới nói, ai lấy chính mình lưu lại bảo vật đều là giống nhau. Có thể vào mê cung điều này nói rõ thực lực cùng trí lực cũng đủ, không có phong vương cấp thực lực là đi không đến mê cung có thể tại nhiều người như vậy cạnh tranh bên trong tiến vào mê cung, người này cũng không phải ngớ ngẩn, khảo nghiệm liền là vận khí, người không có cái này số phận, thật xin lỗi. Đợi chút nữa một lần đi, diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp cùng diệt ma cung là diệt ma đại đế tối cường bảo vật, hắn tự nhiên không muốn quá sớm để cho người ta đạt được. Dù sao ai cũng muốn cho thế nhân nhớ kỹ chính mình lâu hơn một chút, sở dĩ giang giật kết luận hắn đã bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn không có đi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tại quá khứ hạ giới 20 ngày về sau, độc linh đã không sai biệt lắm tuyệt vọng, hắn ở bên trong chuyển cũng không biết bao nhiêu giới, xoay chuyển đầu của mình đầu óc quay cuồng, không phân rõ phương hướng. Hắn là cấp cao nhất trinh sát, giỏi về quan sát hết thảy chi tiết, tìm kiếm một chút kẽ hở, nhưng thời gian dài như vậy hắn ở bên trong không có cái gì tìm tới. Giang giật cũng phi thường nhất cả trứng, không có thần thụ diệp bắt đầu tìm hiểu đến quá chậm quá chậm, hắn mặc dù tìm hiểu một chút, nhưng liền phóng thích loại thần thông này đều không được, chớ nói chi là đại thành. Thanh Trần, hắn rốt cục nhịn không được đem kỳ Thanh Trần cho truyền tống ra, kỳ Thanh Trần có thể hay không cảm ngộ ngàn dặm một cái trước mắt cũng không trọng yếu, bởi vì dựa vào nàng là chạy không thoát. Sở dĩ còn lại hạ giới 30 thiên, hắn muốn cầm lấy thần thụ diệp toàn lực thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu thiên huyễn thủ, nhìn xem cái này thiên huyễn thủ có thể hay không hữu dụng. A, à, kỳ Thanh Trần đã bị kinh động mở to mắt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm giang giật, Hiếu Kỳ hỏi thế nào ngươi có cái gì phát hiện nơi này là chỗ nào a? À? Không có gì phát hiện. Giang giật lắc đầu, thở dài nói chúng ta bị vây ở chỗ này, đây là một cái mê cung. Độc Linh đã đi khắp tất cả con đường nhưng đều không tìm được lối ra. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy bị truyền tống ra ngoài. đã qua đại đã nửa ngày, ta chính cảm ngộ một loại khác thần thông. Thần thông của ngươi có thể đại thành dạng này a? À, kỳ Thanh trầm trầm ngâm một lát, thân thể đột nhiên hóa thành thanh phong hướng phía trước lướt tới tốc độ lại so trước kia nhanh mấy lần, mà lại thân hình phiêu giật, giang giật lại có loại không cách nào khóa chặt cảm giác của nàng. Hưu, kỳ thanh trần nhẹ nhàng trở về, mỉm cười gật đầu nói, cái này ngàn dặm một cái trước mắt không hổ là cấp cao nhất thân pháp, đây cũng là diệt ma đại đế chính mình dùng thân pháp. Ta còn vẻn vẹn cảm mộ tầng thứ nhất, đằng sau còn có hai tầng, nếu có thể tu luyện tới tầng thứ ba đoán chừng tốc độ của ta có thể so sánh mị ảnh vương. Xoa, giang giật mở rộng tầm mắt, hắn còn tưởng rằng công pháp này sẽ không quá mạnh, tu luyện thành công cũng so ra kém cắn thi tốc độ, lại không nghĩ rằng biến thái như vậy hắn con người nhất chuyển trầm giọng nói ra, người có nắm chắc tại tiểu nửa ngày có thể tu luyện tới tầng thứ ba sao. Nói đùa cái gì, kỳ thanh trần trợn trắng mắt nói, đừng nói tiểu nửa ngày, coi như bán nguyệt, tầng thứ hai đoán chừng đều không thể đại thành, đây là cầm ngươi thần thụ diệp lĩnh hội. Phía sau hai tầng phi thường khó tu luyện, diệt ma đại đế ở phía trên cũng tiêu chú, gần nửa ngày thời gian tầng thứ hai đều không thể nhập môn. Vậy nhưng tiếc, Giang giật bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nói cái kia thanh thần thụ diệp cho ta, ta trước tu luyện thoáng cái loại bí thuật này, nhìn xem có thể hay không có đại tác dụng. Diệt ma đại đế tại tầng thứ ba ở giữa đại điện lưu lại hai loại bí thuật, đã ngàn dặm một cái chớp mắt đều biến thái như vậy, cái này thiên huyễn thủ hẳn là sẽ không quá kém A à giống như có thể phối hợp hỏa diễm công kích, vậy đối với hắn phá vây có lớn vô cùng trợ giúp. Ừm, kỳ thanh trần đem thần thụ diệp đưa cho giang giật, nàng nghĩ nghĩ nói ra, gần nửa ngày thời gian, tu luyện không có tác dụng quá lớn, ta đi mê cung đi dạo, nhìn xem vận khí như thế nào. Giang giật bàn giao nàng một đường tiêu ký, không được tổ lui về đến, gặp nguy hiểm trước tiên trở về, kỳ thanh trần đáp ứng hóa thành một tia thanh phong bay đi. Nàng vốn chính là tu luyện phong hệ pháp tắc, cái này ngàn dặm một cái chớp mắt ngược lại là hợp khẩu vị của nàng. Giang giật tiếp tục tu luyện huyền hoàng chi lực, cảm mộ thiên huyễn thủ, có thần thụ diệp lập tức khác biệt, lĩnh hội tốc độ vạn lần tăng lên, Giang giật trước kia lĩnh hội tựa như dòng suối nhỏ nước sông tốc độ, giờ phút này lại như lao nhanh đại giang, tốc độ kia chênh lệch quá lớn. Một loại nhìn rất đơn giản phụ trợ công kích thần thông, giang giật linh hồn cũng không yếu, như là bình thường thần thông cầm thần thụ diệp đoán chừng hạ giới mấy ngày liền có thể lĩnh hội đại thành, cái này thiên huyễn thủ lại quá phức tạp quá huyền diệu. Bất quá càng là phức tạp, càng là huyền diệu giang giật lại hưng phấn, điều này nói rõ cái này thần thông càng lợi hại a, à tùy tiện lĩnh hội thần thông sao có thể là cường đại thần thông cũng tỷ như lực thần quyết tu luyện tự vô cùng khó khăn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tại khoảng cách truyền tống ra ngoài chỉ còn lại giới thời gian 10 ngày lúc, kỳ thanh trần trở về. Nàng đem bên trong chuyển vài vòng không có tìm được bất luận cái gì lối ra, liên phá phun cũng không phát hiện một tia. Độc linh còn chưa có trở lại, hắn còn không có từ bỏ, chuẩn bị tìm kiếm đến một khắc cuối cùng. Sang giật một mực tại bế quan, kỳ thanh trần trở về đều không có tỉnh lại, Kỳ Thanh Trần chỉ có ngồi ở một bên chậm đợi Giang giật tỉnh lại, hoặc là chậm đợi ba người bị truyền tống ra ngoài. Hạ giới thời gian cuối cùng một ngày, độc linh mặt mũi tràn đầy uể oải trở về, Kỳ Thanh Trần không cần hỏi đều biết hắn không thu hoạch được gì, hai người ánh mắt nhìn về phía Giang giật, có thể hay không mạng sống tự xem Giang giật. Ông, qua 7-8 canh giờ, Giang giật một cái tay đột nhiên phát sáng lên, sau đó hóa thành trưởng ấn đầy trời hướng hai người đánh tới, rất kỳ dị là Giang giật rõ ràng thân thể không nhúc nhích nhưng này trường ấn lại cảm giác theo bốn phương tám hướng đánh tới, toàn thân bốn phía không chỗ không phải trường ấn, cả đám đều phi thường chân thực, bên trong truyền đến lạnh thấu xương sát cơ dị thường rõ ràng. Giang giật, kỳ thanh trần hơi biến sắc mặt, thở nhẹ một tiếng, bất quá thân thể không nhúc nhích. Độc linh càng là nói đều không nói, sắc mặt không có một tia biến ảo, coi như giang giật muốn chụp chết hắn, hắn cũng sẽ không nói hai lời. Ha ha ha, một đạo tiếng cười to vang lên, đầy trời trưởng ấn đột một biến mất, bên kia giang giật đứng lên, đầy mắt ý cười nói, diệt ma đại đế quả nhiên không để cho ta thất vọng, các ngươi vào hỗn nguyên châu bên trong, ta mang các ngươi chạy ra trùng vây, giết trở lại địa giới. chương 1645, ai cản ta thì phải chết. Toàn bộ chú ý, bên trong người lập tức muốn truyền tống ra. Toàn thể đều có, quán chú thủy tinh thạch, chấn động không gian. Đều nghe cho kỹ, giang giật sau khi ra ngoài, trước tiên đưa tin, liều chết ngăn hắn lại cho ta, người chết trận danh liệt anh Linh Bia. Các huynh đệ, tộc trưởng nói ai có thể chém giết Giang Giật, Nguyên Thủy Linh bảo ba kiện, đây chính là đao gia đại nhân chính miệng nói. Giết, 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 diệt ma ngoài cung trăm vạn lý khắp nơi đều là quát lớn âm thanh, hơn 500 người đem phương viên trăm vạn lý làm thành mấy trăm vòng vây, trên tay mọi người đều có thủy tinh thạch, đều quán chú thiên lực không ngừng chấn động không gian, Giang Giật như truyền tống ra tuyệt đối sẽ trước tiên bị phát hiện. Thời gian từ từ trôi qua, bốn phía bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, vô số người mở to hai mắt thỉnh thoảng xuyên thấu qua nồng vụ liếc nhìn bốn phía không gian, một khi có một tia gió thổi cỏ lay đều sẽ hù dọa một đám người. Ông, hơn một canh giờ về sau, diệt ma cung đột nhiên quang mang lóe lên, tiếp lấy không gian xuất hiện một cái cự đại khe hở, diệt ma cung bay vụt đi vào biến mất không thấy. Thủ hộ ở bên ngoài mấy cái phong vương cấp lập tức gào thét, đã đến giờ, lập tức đưa tin cho các quân, tìm kiếm giang giật. Bên này còn không có đưa tin, mấy cái đưa tin ngọc phù lại phát sáng lên, một người nhìn lướt qua mừng như điên giống to, tìm tới giang giật, ngay tại linh đinh đảo phụ cận, hắn tại chiều phương bắc phá vây. Giết, mấy tên phong vương cấp bạo hống, thân thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương bắc phóng đi, cùng một thời gian vô số đưa tin ngọc phủ sáng lên, phương viên trăm dặm bên ngoài cường giả đều nhận được đưa tin, điên cuồng hướng phương bắc linh đinh đảo phương hướng phóng đi. Đao ra cường giả, còn có rất nhiều thiên giới gia tộc, hỗn độn hải tứ đại gia tộc cường giả đều vô cùng hưng phấn. Chỉ cần có thể kéo một hai canh giờ, Giang giật liền có thể lâm vào trùng điệp vây quanh, hắn có thể giết mấy cái hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Tin tức truyền đến không linh đảo đao lãnh nơi đó, bất quá đao lãnh không hề động, hắn từ đầu đến cuối cho rằng chỉ cần hắn cố thủ không linh đảo Giang giật liền là vây chết ngư, làm sao trốn đều trốn không thoát hỗn độn hải, bị giết tự chuyện sớm hay muộn. Linh ninh đảo bên này rất náo nhiệt, Giang giật ba người bị truyền tống ra, lập tức liền bị phát hiện. Bốn phương tám hướng vào tới mấy ngàn người, không công kích tiểu bao bọc vây quanh, vô số người vận dụng đưa tin ngọc phù nghiêm nghị hét lớn bốn phương tám hướng chạy tới người càng ngày càng nhiều ông như thế trận thế không có gì nói nhảm dễ nói giang giật trước tiên lấy ra hỗn nguyên châu đem kỳ thanh trần cùng độc linh cho thu vào đi kỳ thanh trần cùng độc linh không có chống cự dù sao không chạy ra vòng vây hai người là chạy không thoát coi như cùng giang giật mỗi người đi một ngả để giang giật dẫn ra đại bộ đội đồng dạng trốn không thoát chỉ có hy vọng giang giật lao ra khỏi vòng vây cán thi ra Giang giật bạo giống một tiếng, một cỗ to lớn cán thi ra giữa không trung. giang giật thân thể bay vọt mà lên đứng tại cán thi trên bờ vai, huyền hoàng chi lực quán chú, cán thi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước cuồng bạo bay đi, giang giật giống giận, giết, ai cản ta thì phải chết. Hiu, cán thi hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước mới bay đi, giang giật liên tục không ngừng quán chú huyền hoàng chi lực, cán thi khí thức càng cuồng bạo hơn. Phía trước chỉ có một đám thần đế cản đường, cái này cấp bậc giang giật đều không cần xuất thủ, cán thi mạnh mẽ đâm tới trực tiếp đem mười mấy người đụng bay ra ngoài, cơ hội xuất thủ đều không có. Tê, tê vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, cán thi tốc độ quá nhanh, tăng thêm nồng vụ tràn ngập, người ở ngoài xa đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một tôn như là ma thần khôi ngô cự thân mạnh mẽ đâm tới mà tới. Đây là cái gì, ngăn lại, ngăn lại, công kích, nhanh công kích. Bốn phía hỗn loạn tương bừng. Rất nhiều người đối cán thi lung tung công kích, đầy trời lưu quang đánh tới, nhưng cán thi tốc độ quá nhanh rất nhiều lưu quang không những không có đánh chúng cán thi, ngược lại đã ngộ thương người một nhà. Một chút lưu quang hướng giang giật đánh tới, cán thi thân thể nhất chuyển, dùng thân thể mình cùng cánh tay ngăn trở, giang giật gắt gao bắt lấy cán thi tóc, một chút việc đều không có. Hưu, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, cán thi tự vượt ngang trăm dặm, xuyên qua ngàn người vòng vây, bất quá vừa mới xuyên qua nơi xa một đạo nổi giận tiếng giống to tự vang lên, giang giật, trốn chỗ nào. Phong vương cấp, đây là giang giật gặp phải cái thứ nhất phong vương cấp, hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, không dám đứng tại cán thi trên bờ vai, thân thể bay vọt mà xuống, nhảy xuống cán thi đại thủ bên trong. Hắn để cán thi bắt lấy hai chân của mình, con mắt nhắm lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng bốn phía tình huống. Uống, nơi xa một tên phong vương cấp lão giả cuồng bạo vọt tới, người vẫn đang đếm trong ngoài tiểu hung hăng đánh ra một trường, đối cán thi to lớn thân thể đập tới. Thiểm, sang giật một cái tay không ngừng quán chú huyền hoàng chi lực, cán thi thân thể đột nhiên chuyển hướng, nhẹ nhõm tránh né một trường kia, cấp tốc hướng kia phong vương cấp cường giả lao đi. Khoảng cách song phương không ngừng tới gần, đối phương phong vương cấp cường giả không ngừng đánh ra từng cái thủ ấn, cắn thi tả đột hữu thiểm nhẹ nhõm tránh né, tốc độ quá nhanh. Giang giật, chết, khoảng cách mấy trăm trượng, phong vương cấp cường giả rốt cuộc thấy rõ ràng cán thi trong tay giang giật, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, múa lên kiếm ảnh đầy trời, đối cán thi tay trái hung hăng bổ tới. Muốn chết, giang giật đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, một cái tay khác đột nhiên đánh ra, hắn thả ra thiên huyễn thủ, vận dụng lục sắc dung hợp hỏa diễm. a à, một sát na kia ở giữa, phong vương cấp cường giả cảm giác khắp thiên đều là trưởng ấn, mà lại mỗi cái trưởng ấn bên trong đều tại phun lửa. Bốn phương tám hướng đều là kinh khủng đến cực điểm hỏa diễm, để hắn căn bản phân biệt không ra đông nam tây bắc, mà lại cảm giác không chỗ có thể trốn, từ chỗ nào bên cạnh đào tẩu đều muốn tao ngộ hỏa diễm, bị thiêu cháy thành cho bụi. Không đúng, là huyễn tượng, chỉ có ngay phía trước có hỏa diễm, a à. Chờ hắn tỉnh ngộ lại lúc, giang giật hỏa diễm đã gần sát thân thể của hắn. Loại kia kinh khủng nhiệt độ cao để hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, để toàn thân hắn giấy lên liệt hỏa, để hắn thiên lực nhiễu loạn, đau đến ở giữa không trung lăn lộn, chu lên. Giang giác, một cái hiện ra hào quang màu xanh thấm cự trào chộp tới, nhẹ nhõm đem hắn cả người xương cốt cho bóp nát, thân thể bạo thành huyết vụ. Cái này phong vương cấp cường giả chỉ là hỗn độn hải tứ đại gia tộc, trên thân chỉ có một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp, không chịu nổi một kích. A à, à, kinh khủng nhiệt độ cao, để bốn phía bay tới rất nhiều võ giả hoảng sợ lui nhanh, một số người bị nhiệt độ cao đốt bị thương, thống khổ rơi xuống. Bốn phía nồng vụ đều bị nhiệt độ cao cho bốc hơi, sở dĩ rất nhiều người có thể thấy rõ ràng cán thi một chảo, đem tên này phong vương cấp cường giả cao thành huyết vụ, sau đó nghênh ngang rời đi. Ba bá bá, bá phụ cận vốn định xông tới thần đế các đại quân sắc mặt đều biến thành trắng bệch, chu chứ không dám dựa đi tới, thậm chí phía trước chặn đường người đều chủ động tránh ra một con đường, để cán thi thông qua. Phong vương cấp cường giả đều có thể một chảo vồ nát, cô kia cán thi muốn giết bọn hắn cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Ai cũng không muốn chết, giống như có cơ hội liều mạng, bọn hắn sẽ liều mạng, tình huống bọn hắn chết cũng là chết vô ích ha. Giúp ta mang câu nói, cán thi thân thể đã biến mất ở phía xa trong sương mù dày đặc, hắn băng lãnh quát khẽ âm thanh truyền tới, chuyển cáo hỗn độn hải tứ đại gia tộc, ta giang giật không muốn cùng bọn hắn là địch, đừng quá mức. Ta giang giật đã liền đao phong cũng dám giết, các người tứ đại gia tộc nhất định phải đối kháng đến cùng, đừng trách ta để các người hỗn độn hải biến thành huyết hải. chương 1646, chủ động đưa tới cửa. Cái gì lão thất bị giết, không ai ngăn được giang giật, giang giật đã vào tới phong tuyết đảo, từng đạo đưa tin truyền đến, chính mới bên này chạy tới vô số phong vương cấp trợn tròn mắt. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đi cùng một chỗ, Giang giật truyền đến để bốn người không chỉ có không có nửa điểm kiêng kỵ, ngược lại càng thêm bạo nộ rồi. Tứ đại gia tộc phía sau đại sơn liền là thiên giới hào môn, đao ra là an ra chỗ dựa, giang giật đánh thiên giới hào môn mặt không sao, còn dám giết hỗn độn hải cường giả. Lập tức tứ đại tộc trưởng tìm được gần nhất hòn đảo, một đường truyền tống mà đi, đi loạn tinh quần đảo phương Bắc, chờ lấy giang giật vào tới. Tứ đại tộc trưởng còn đưa tin cho đao ra các loại chờ thiên giới hào môn, để bọn hắn nhao nhau truyền tống đi trước mặt hòn đảo, từ phía trước vây giết mà đi. Nhưng mà, các loại chờ vô số phong vương cấp cường giả truyền thống đi phương Bắc hòn đảo lúc, Giang giật lại đột nhiên chuyển hướng về phía tây bên cạnh phóng đi, mà đi trên đường đi liên sát ba cái phong vương cấp, trọng thương một cái phong vương cấp, người bị giết bao quát một tên đao gia trưởng lão. Cán thi tốc độ thật nhanh, đoán chừng so trong biển hỗn độn mấy trăm phong vương cấp bên trong hơn phân nửa người đều phải nhanh. Bốn phía đều là nồng vụ, đưa tin quá nhiều người, thoáng cái giang giật đi bên này, thoáng cái giang giật đi bên kia, tứ đại gia tộc đầu đều muốn choáng, mỗi lần đưa tin có thể cần thời gian A, chờ bọn hắn truyền tống đi qua, còn nói giang giật nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi. Bất quá có mấy cái phong vương cấp cường giả đã đi theo giang giật, tốc độ cùng giang giật ngang hàng, vô luận giang giật hướng bên kia trốn, bọn hắn đều có thể một đường đi theo. Chỉ cần đi theo, giang giật có thể chạy trốn tới đâu đây. Chậm rãi, giang giật đằng sau đi theo phong vương cấp càng ngày càng nhiều, rất nhiều người truyền tống đến phụ cận, không có tiếp tục truyền tống, bằng nhanh nhất tốc độ hướng giang giật vị trí phóng đi, cuối cùng dán tại đằng sau. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đi theo, bọn hắn khoảng cách hơi xa, treo ở giang giật đằng sau mấy trăm dặm. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không phải đuổi không kịp giang giật, chỉ ít tứ đại gia tộc tộc trưởng có hai cái tốc độ tựu so giang giật cán thi nhanh, sở dĩ bọn hắn một mực dán tại đằng sau, là sợ hãi, giang giật vẻn vẹn truyền tống tới nửa canh giờ. Bị chém giết phổ thông thần đế võ giả đã đạt tới mười mấy vạn, phong vương cấp cường giả bị giết 9 người, trọng thương 4 người. Giang giật thiên huyễn thủ phối hợp dung hợp hỏa diễm quá bá đạo, cán thi lực công kích quá hung tàn. An gia tam trưởng lão mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp bị một chảo vô chết, thanh này tứ đại tộc trưởng hù dọa, bởi vì trên người bọn họ cũng chỉ là mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp. Ai mệnh đều rất quý giá, ai cũng có ỷ lại tâm. Đao ra tới nhiều cường giả như vậy, đao gia nhân vật số ba ngụy đế cấp đao lãnh đều tới, tứ đại tộc trưởng tự nhiên không dám liều mạng để đao ra người cùng thiên giới hào môn người bên trên liền tốt, bọn hắn đi theo sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cố kia cán thi rất nhiều cường giả đều đã rõ ràng, đây tuyệt đối là lực thần nhất tộc cường giả cán thi. Mà lại cỗ này cán thi so thiên giới những cái kia đại gia tộc bất luận cái gì một cỗ cán thi đều muốn cường đại, hẳn là lực thần nhất tộc đại nhân vật sau khi chết tế luyện nhiều năm cán thi. Cái này cán thi rõ ràng là tại diệt ma cung nội đạt được, cũng không biết giang giật làm sao luyện hóa. Tin tức truyền đến đao lãnh nơi đó, đao lãnh vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là truyền lệnh để đao ra người tiếp tục đuổi giết. Nhưng không muốn khoảng cách quá gần, Giang giật khẳng định không thể tiếp tục khống chế cán thi, mặt khác đem đại quân rút lui, không muốn tạo thành không quan trọng tử thương. Tứ đại gia tộc tộc trưởng thu được mệnh lệnh về sau, như lâm đại xá, trước tiên hạ lệnh đại quân rút lui, riêng phần mình hồi trở lại đảo, mở ra thành thị cấm chế, tử thủ thành trì. Một canh giờ sau, Giang giật đằng sau đi theo phong vương cấp càng ngày càng nhiều, đã đạt đến hơn 300, còn có một số phong vương cấp chính hướng bên này chạy đến. Bọn hắn đều nghe theo đao lãnh mệnh lệnh, ở phía sau đi theo giang giật, chỉ cần không cho hắn thoát ly truy tung là đủ. Có cao nhân A, giang giật đã sớm xông ra diệt ma cung trăm vạn lý phạm vi, hắn đột nhiên phát hiện phía trước không có người chặn lại, đằng sau nhưng Thủy Chung có thể nhìn thấy cường giả thân ảnh, mà lại thân ảnh không phải một đạo, rất rõ ràng có rất nhiều người đi theo. Đối phương dụng ý đã rất rõ ràng, có cao nhân xem thấu hắn không cách nào kéo dài khống chế cán thi, liền chờ hắn huyền hoàng chi lực sử dụng hết, hợp nhau tấn công, nhẹ nhóm chém giết đâu. Đằng sau đi theo không ít người, cảm thụ khí tức đều là phong vương cấp, giang giật cũng không dám giết trở về. Tiềm ẩn không có cán thi mang theo bôn tẩu, hắn tiềm ẩn, trong nháy mắt sẽ bị chấn động ra, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Huyền hoàng chi lực không nhiều lắm, giang giật âm thầm gấp, não hải nhanh chóng vận chuyển nghĩ đến biện pháp. Một lát sau, phía trước xuất hiện một cái cỡ nhỏ hòn đảo, giang giật con người nhất chuyển, có biện pháp. Hưu, hắn trước kia tao ngộ hòn đảo cũng không dám vào đi, sợ hòn đảo trong thành chỉ có mai phục. Đã đằng sau theo nhiều như vậy phong vương cấp, trong thành trì đoán chừng cũng không có gì cường giả bảo vệ, dù sao nhiều như vậy hải đảo, nhiều như vậy thành trì. Hưu, cán thi tốc độ đạt tới cực hạn, phía trước một tòa trung đẳng thành trì rất mau ra trong tầm mắt, thành trì bên trên vô số quân sĩ nhìn thấy cán thi vọt tới, lập tức hoảng sợ quát lớn, thành nội một mảnh ồn ào. Phá, Giang giật bạo hống, cán thi cự chảo đối thành trì bên ngoài vòng bảo hộ hung hăng chụp tới, đồng thời hắn bình thường trở lại dung hợp hỏa diễm, phối hợp phá tan cấm chế vòng bảo hộ. Thành trì không tính lớn thành trì, vòng bảo hộ tự nhiên cũng không mạnh, dung hợp hỏa diễm cùng cán thi đột nhiên một kích, cấm chế này thế mà trong nháy mắt bạo liệt, hỏa diễm còn sót lại nhiệt độ cao cuốn tới, để thành trì vô số người đau nhức gào giống, thành nội triệt để đại loạn. Toàn thành người nghe, lập tức rời đi hòn đảo một nén nhang còn không có rời đi người giết chết bất luận tội Giang giật quát lớn bất quá tay bên trong hỏa diễm nhanh chóng thu hồi nếu không cái này thành trì bên trong bình dân khẳng định đều muốn thiêu chết hắn nhanh chóng đánh ra từng đạo lưu quang đem trong thành trì rất nhiều cung điện tòa thành nện đến sụp đổ để thành nội loạn hơn a à, mau trốn cứu mạng a à, mau ra thành nếu không chúng ta đều sẽ mất mạng vô số quát lớn âm thanh tiếng thét chói tai vang lên thành nội mấy triệu người đều điên cuồng hướng thành trì bên ngoài phóng đi. Giang giật đôi mắt sáng lên hắn đột nhiên đem cán thi thu vào, sau đó thả ra tiềm ẩn thuật, vọt vào thành trì, biến mất tại trong biển người mênh mông. Hiu hiu hiu, vẹn vẹn người hơi thời gian, nơi xa từng cái phong vương cấp như kiểu lưới kiếm sắc bén vào tới, nhưng bọn hắn đến thành trì sau đều trợn tròn mắt. Bởi vì trong thành trì bên ngoài đều là bóng người, như lít nha lít nhít kiến tộc hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, giang giật thân ảnh lại biến mất vô tung vô ảnh nhanh, tách ra tìm, chấn động không gian, đừng cho giang giật cho chạy trốn. Đao ra một cường giả nghiêm nghị bạo hống, mấy trăm tên phong vương cấp phân biệt phóng thích thần thông, hoặc là lấy ra thủy tinh thạch hướng bốn phương tám hướng phóng đi, đem toàn bộ hòn đảo bao bọc vây quanh, bắt đầu chấn động không gian. Nhưng mà, bọn hắn đem khu vực phủ cận toàn bộ chấn động một lần, nhưng không có phát hiện giang giật thân ảnh, mọi người chỉ có thể dùng hải đảo làm trung tâm, hướng tứ phía tám mới bay đi, tiếp tục chấn động bốn phía không gian, tìm giang giật. Ha ha, các loại chờ sở hữu phong vương cấp hướng tứ phía lục soát mà đi lúc, thành chỉ ở giữa một tòa phế tích bên trong, đột nhiên vang lên một đạo rất nhỏ tiếng cười. Nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất, cái này hỗn độn hải thần thức không cách nào dò xét, chấn động không gian, gian giang giật chui vào phế tích bên trong, đem chính mình cho chôn sống, coi như chấn động ra, ai có thể phát hiện được hắn. Không linh đảo tại hỗn độn hải phía đông, giang giật đợi một hồi, thân thể tiềm hành ra ngoài, chỉ cần thoát khỏi đám kia phong vương cấp cường giả truy tung, hắn liền có thể một đường tiềm ẩn thoát đi, tìm tới Không Linh Đảo, sau đó thả ra cán thi đem Không Linh Đảo bên trên cường giả giết hết, để Kỳ Thanh Trần ra mở ra hồi trở lại địa giới truyền tống trận, vậy liền vạn sự thuận lợi. Hắn nhưng lại không biết, Không Linh Đảo bên trên đao lãnh một bước đều không hề rời đi, liền đợi đến hắn đưa tới cửa đâu. Chương 1647, đầy trời lưới lớn. Hất lên đi truy tung phong vương cấp Giang giật tựu như rồng về biển cả, ai cũng tìm không thấy hắn. hỗn độn hải quá lớn, chủ yếu nhất là nơi này thần thức không thể dò xét, tự liền đao lãnh đều không được. nơi này đặc biệt không gian hạn chế thần thức dò xét, không có thần thức dò xét, liền dựa vào thủy tinh thạch cùng chấn động không gian hữu dụng không. Giang giật tốc độ không chậm, hắn nhẹ nhóm có thể vòng qua lục soát trinh sát. Phong vương cấp cường giả chỉ có nhiều như vậy, bình thường trinh sát ai có thể phát hiện hắn, lại nói coi như phát hiện hắn hắn đồng dạng có thể cùng trước kia đồng dạng phóng đi một thành trì bên trong công kích, sau đó trong lúc hỗn loạn đào tẩu. Một đám phong vương cấp tìm một đoạn thời gian, tìm không thấy giang giật quả quyết đều trở về một thành trì, tụ tập cùng một chỗ thương thảo đối sách, đồng thời đem tình huống bên này đưa tin cho đao lãnh, để hắn quyết định. Bên này hò hét ẩm ý thương nghị một canh giờ, còn không có bất kỳ kết quả gì, đao lãnh đưa tin đến đây. Hắn để đao ra tối cường 10 người truyền tống đi không linh đảo, những người còn lại tại phương viên ước vạn lý tiếp tục lục soát bất quá lục soát phương hướng là về phía tây một bên, phía đông lục soát cường độ hơi yếu một ít. Nhất là chú trọng đảo và thành trì, sở hữu thành trì quan bế, không cho phép đi vào, tất cả hòn đảo đều phái người ngày đêm ngồi chờ, cách mỗi một canh giờ chấn động một lần. Đào lạnh ý tứ mọi người thoáng cái liền hiểu, đã tìm không thấy giang giật, vậy liền dẫn đạo hắn đi không linh đảo, cố ý yếu bớt không linh đảo bên kia phòng ngự. Đồng thời vườn không nhà trống, để giang giật không chỗ tiềm ẩn, chỉ có một đường hướng không linh đảo bên kia tiềm hành chờ đến không linh đảo đao lãnh đoán chừng cũng sẽ có bố trí, đến lúc đó liền có thể nhất cử chém giết Giang Giật. Chỉ là, mọi người có chút bận tâm, bởi vì theo Giang Giật sở tác sở vi xem, hắn là một cái người vô cùng thông minh, hắn có thể hay không xem thấu đây là âm mưu là cố ý dẫn đạo hắn đi không linh đảo. Đại gia yên tâm đi, An gia tộc trưởng An Thiên Hành nghĩ nghĩ, phi thường khẳng định nói ra, đao lãnh đại nhân nghĩ phi thường chu đáo, chúng ta khống chế tất cả hòn đảo, Giang Giật không có địa phương nghỉ ngơi. Hắn ẩn thân thuật khẳng định cần hao phí tinh thần lực, sở dĩ hắn không có chỗ ẩn núp, chỉ có thể liều mạng nghĩ biện pháp đi không linh đảo. Hắn muốn về địa giới, chỉ có đi không linh đảo, bằng không hắn nhất định phải chết tại Hỗn Độn Hải. Ừm ừm, mọi người tinh thần đại chấn, một cái đao gia cường giả hướng An gia tộc trưởng nói ra, "Lão An, chuyện nơi đây ngươi làm chủ an bài xuống, chúng ta 10 người đi không linh đảo. Nhớ kỹ chúng ta rời đi còn có lãnh gia tại không linh đảo tin tức, ngàn vạn không thể thiết ra ngoài." An Thiên Hành nhẹ gật đầu, đưa 10 tên đao gia cường giả đi truyền tống trận, sau đó lập tức trở về đến bố trí. Hắn không có đem sở hữu phong vương cấp đều triệu tập ra ngoài, mà là lưu lại 20 tên người mạnh nhất, hắn tự mình dẫn đội, để phát hiện giang giật sau có thể nhanh chóng truyền tống đi qua vây giết. Còn lại phong vương cấp thì tản lái đi, giống như là một tấm lưới bốn phía lục soát. Đồng thời An Thiên Hành triệu tập hỗn độn hải quân đội, phân tán truyền tống đi các đại hòn đảo, mỗi người đều cầm thủy tinh thạch, đóng giữ mỗi một cái hòn đảo, vườn không nhà trống sở hữu thành trì sớm mở ra cấm chế giang giật muốn ẩn núp đi vào trừ phi phá vỡ thành trì nói như vậy sẽ lập tức bại lộ bọn hắn liền có thể được biết giang giật hành tung song giã bận rộn năm canh giờ các lộ đại quân triệu tập hoàn tất phương viên một tỷ vạn lý hòn đảo đều có người đóng giữ giang giật muốn vượt ngang cái này phương viên một tỷ dặm ít nhất phải thượng giới thời gian 2-3 ngày tinh thần lực của hắn có thể chống đỡ ẩn thân lâu như vậy theo thời gian trôi qua An Thiên Hành có thể triệu tập đại quân đem càng nhiều hòn đảo vườn không nhà trống, tránh cho giang giật ẩn núp. Thiên giới mười mấy cái gia tộc liên hợp hỗn độn hải, gần trăm cái phong vương cấp cường giả, 500 vạn đại quân tạo thành một tấm đầy trời lưới lớn, tự xem giang giật có thể hay không xông ra lưới lớn, hoặc là bị khốn tử. Giang giật đích thật là tại triều không linh đảo tiềm hành, cái này hỗn độn hải càng ở lâu, chết được càng nhanh, hắn chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ đến không linh đảo, cưỡng ép truyền tống. Kỳ Thanh Trần đối với truyền tống trận có một ít nghiên cứu, chỉ cần có thể đánh giết không linh đảo thủ hộ giả, Kỳ Thanh Trần liền có thể mang theo bọn hắn truyền tống về địa giới. Vừa đến địa giới ai có thể tìm tới các nàng coi như thiên giới cường giả truy sát hạ giới, chẳng lẽ lại tại vạn giới từng cái tìm kiếm bọn hắn không sợ thiên giới bốn vị đại đế tức giận. Tại giang giật xem ra, đánh giết một cái đao phong hẳn là sẽ không kinh động ngụy đế cấp cường giả A dù sao ngụy đế cấp cường giả thế nhưng là đối phó minh giới chủ lực, không có khả năng bởi vì thế hệ tuổi trẻ sự tình xuất động hắn nhưng lại không biết đao gia tộc trưởng đao nô tại thiên giới là lừng lẫy nổi danh tên điên, bao che nhất. Ai trêu chọc đao gia, hắn đều sẽ không chết không thôi, ỉ vào cùng thanh đế quan hệ hắn không cố kỵ gì, thiên giới rất nhiều cường giả đều rất e ngại cái tên điên này. Giống như đao nô không lên tiếng, đao phong lão cha đao nộ chắc chắn sẽ không phái ra đao lãnh, nhiều nhất phái ta trưởng lão đến hỗn độn hải, đao nô lên tiếng, đao nô có cái gì cố kỵ. Theo loạn tinh quần đảo đi không linh đảo, khoảng cách phi thường xa, Kỳ Thanh Trần nói cho Giang Giật muốn bay qua, bằng vào tốc độ của hắn ít nhất phải 10 ngày trở lên, đây chính là thượng giới thời gian. Nhưng Giang Giật có thể làm sao? Hắn coi như phá thành trì, cũng không dám truyền tống, truyền tống rất dễ dàng bị người phục kích. Vừa ra truyền tống trận liền sẽ bị bốn phương tám hướng công kích bao phủ, mặc dù có đạo thiên linh bảo chiến giáp, đoán chừng sẽ tươi sống đánh chết. Tiềm ẩn thuật khẳng định là không thể liên tục thả ra, nhiều nhất một ngày Giang Giật liền sẽ ngất đi. Rất nhanh hắn phát hiện vấn đề, tại lối của hắn kính một cái hòn đảo lúc, phát hiện hòn đảo bên trên quân đội nhiều rất nhiều, một cái dám lớn hòn đảo quân đội lại có mấy trăm. Cái này mấy trăm người không ngừng tại hòn đảo du tẩu, trong tay đều cầm thủy tinh thạch, nói rõ cũng không để hắn lên đảo. Phiền toái, không lên hòn đảo, không rơi xuống đất giang giật làm sao nghỉ ngơi trừ phi đem độc linh phóng xuất, đổi hắn vào không gian thần khí bên trong nghỉ ngơi, nhưng độc linh thực lực kém hắn xa, vạn nhất tao ngộ phong vương cấp hội trong nháy mắt bị giết, hắn cùng kỳ thanh trần chỉ có thể chờ đợi chết trước tiếp tục tiềm hành một đoạn thời gian nghĩ một chút biện pháp đi giang giật âm thầm kêu khổ tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh tiềm hành phía đông lục soát cường độ ngược lại là yếu đi một chút vẫn là thường xuyên có thể tao mộ siêu tầm trinh sát đại quân bị hắn nhẹ nhõm tránh khỏi tiềm hành ngàn vạn dặm giang giật có chút mệt mỏi tiềm ẩn thuật rất hao phí tinh thần lực để hắn càng thêm uể oải chính là trên đường sở hữu hòn đảo đều là người căn bản là không có cách chui vào đi vào trừ phi hắn chuẩn bị bại lộ thật vất vả bỏ rơi truy binh, Giang Giật khẳng định không dám bại lộ, hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể đem độc linh phóng xuất, hắn vào độc linh không gian thần khí bên trong, hắn cùng kỳ thanh trần thân ra tính mệnh tựu mong đợi độc linh. Ông, tìm một cái không ai địa phương, Giang Giật đem độc linh cùng kỳ thanh trần đều phóng ra, quát khẽ, độc linh, đem ta cùng thanh trần thu nhập ngươi không gian thần khí bên trong. Ngươi nhắm hướng đông bên cạnh tiềm hành, nhớ kỹ ngàn vạn không thể tiến vào bất luận cái gì hòn đảo, nếu có phong vương cấp phát hiện ngươi, hoặc là người bại lộ, mệt mỏi, trước tiên đem ta phóng xuất. Thiếu chủ, độc linh sắc mặt biến đến kích động lên, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, giang giật đây là đem thân gia tính mệnh giao phó cho hắn A. À. Hắn trọng trọng gật đầu nói, thiếu chủ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lỗ máng, có bất kỳ tình huống ngay lập tức sẽ đem người truyền tống ra. Giang giật nhẹ gật đầu, độc linh lấy ra giới chỉ đem hai người thu vào, cấp tốc tiềm ẩn, tại phụ cận dò xét một lần, nhắm hướng đông bên cạnh kín đáo đi tới chương 1648, không thích hợp. Bên ngoài tình huống như thế nào? Độc linh không gian trong thần khí mặt là một cái tiểu cung điện, Giang giật cùng kỳ thanh trần ngồi ở bên trong, cái sau vừa tiến đến tự khẩn trương hỏi. Giang giật đầy mắt mỏi mệt, kỳ thanh trần hỏi hắn chỉ có thể giải thích một lần, đem thế cục trước mắt cáo chi, kỳ thanh trần sau khi nghe xong trầm ngâm, một lát sau cong cong mày liễu dựng đứng, nói ra, Giang giật, người có nghĩ tới không, không linh đảo bên trên sẽ không có mai phục vì sao bọn hắn biết rõ chúng ta hồi trở lại địa giới chỉ có đi không linh đảo, làm sao không tầng tầng chặn đường? Có hay không mai phục, chúng ta có lựa chọn sao? Giang giật cười khổ một tiếng nói, sở hữu hòn đảo đều có người đóng giữ, chúng ta không có địa phương ẩn núp, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Lần này ta giết nhiều người như vậy, nói không chừng thiên giới lại có ngụy đế cấp cường giả phái xuống tới, đường ra duy nhất liền là mau chóng đến không linh đảo, truyền tống về đi. Kỳ thanh trần lông mày vặn lên, vốn muốn nói thứ gì, nhìn thấy Giang giật quá mệt mỏi, nàng khoát tay áo nói, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc đi, có biến ta hội bảo ngươi. Tốt, Giang giật ngã đầu tựu ngủ, chỉ là mấy hơi thời gian tựu ngáy lên, mà lại tiếng lẩm bẩm chấn thiên. Kỳ thanh trần cũng không có cảm thấy quá ồn, ngược lại kinh ngạc nhìn qua Giang giật, thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng nhớ tới đệ nhất gặp Giang giật, là tại đạo thiên bí cảnh bên trong, khi đó Giang giật cũng là tiến vào liền đi ngủ, còn có rất nhỏ tiếng ngáy thời điểm đó giang giật cảnh giới phi thường thấp nàng ngay từ đầu là có chút chán ghét giang giật đằng sau bởi vì giang giật mới cảm mộ bản nguyên áo nghĩa hai người kết xuống phần này duyên nàng chứng kiến giang giật từng bước một trưởng thành giang giật có thể nói là như sao trổi quật khởi trong thời gian thật ngắn náo động lên vô số phong ba đại sự cùng giang giật cùng một chỗ quãng thời gian này nàng cả một đời đều không có trải qua nhiều chuyện như vậy một cái phi tham thiếu niên ngắn ngủi mấy tháng thời gian hắn đi đến rất nhiều nhân số trăm năm đều không đi qua lịch trình diệt sát phong vương cấp không sao liền thiên giới hào môn công tử cũng dám giết vậy liền coi là cho hắn phụ hoàng mỹ ảnh vương địa sát vương bọn người một vạn cái lá gan cũng không dám giết đi nàng cùng giang giật quan hệ trở nên phi thường vi diệu đương nhiên coi như đến giờ phút này nội tâm của nàng cũng không có cho rằng giang giật là nàng lý tưởng nhất bạn lữ trong nội tâm nàng luôn có một cái kết nàng cùng y phiêu phiêu nổi danh giang giật lại là y phiêu phiêu nhi tử mặc dù tại địa giới xem ra nàng vẫn là thiếu nữ giang giật là một thiếu niên ai không nghĩ lần này là không có thể còn sống sót còn hai chuyện đâu kỳ thanh trần khe khẽ thở dài sự tình nháo đến tình trạng như thế nàng cũng không hối hận nhân sinh không có thuốc hối hận theo quyết định đến diệt ma cung kia một ngày kỳ thanh trần đã nghĩ kỹ kém nhất kết cục đối với võ giả tới nói giống như sợ hãi cái chết kia nàng đời này chú định không có đại thành tựu lần này tới diệt ma cung cũng không có đạt được quá nhiều bảo vật bất quá giang giật cho nàng một kiện nguyên thủy linh bảo chiến giáp, nắm giữ ngàn dặm một cái trước mắt thần thông, kỳ thanh trần rất thỏa mãn, tự xem có thể hay không an toàn trở về. Giang giật cái này một giấc trọn vẹn ngủ hơn 10 canh giờ, sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, hắn không có lập tức thông chi độc linh đem hắn thả ra. Độc linh tính cách tương đối ổn trọng, đã hắn không có bất cứ động tính gì, điều này nói rõ bên ngoài rất an toàn. Hắn lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, tích lũy huyền hoàng chi lực. Thời gian từng phút từng giây đều rất chân quý, huyền hoàng chi lực không sai biệt lắm đã sử dụng hết, không có huyền hoàng chi lực không cách nào khống chế cán thi, một khi tao ngộ số lớn phong vương cấp cường giả, ba người khó thoát khỏi cái chết. Ông, tại hắn tu luyện tiểu nửa ngày về sau, một cỗ to lớn hấp lực đem hắn cùng kỳ thanh trần cho hấp xả ra ngoài, hai người cảm giác ánh mắt hoa lên, ra phía ngoài. Giang giật như sù lông như sư tử, trong nháy mắt đem cán thi tung ra ngoài, ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Thiếu chủ, đừng lo lắng, Hết thải an toàn, Độc Linh thanh âm vang lên, Giang giật nhẹ gật đầu, lấy ra Hỗn Nguyên Châu đem Độc Linh cùng Kỳ Thanh Trần Thu nhập đi vào, Độc Linh thần sắc phi thường mỏi mệt, hiển nhiên tâm lực lao lực quá độ, cần nghỉ ngơi. "Hưu, tu luyện tiểu nửa ngày, huyền hoàng chi lực tích lũy một chút, Giang giật lực lượng tăng nhiều, thân thể hóa thành lợi kiếm tiếp tục đi đường." Bay lên bay lên, hắn thân thể trở nên trong suốt, vận dụng tiềm ẩn thuật, biến mất tại trong sương mù dày đặc. "A, à, không thích hợp a." À. Giang giật tiềm hành một canh giờ sau phát hiện một cái vấn đề lớn, dòng dã một canh giờ hắn không có tao ngộ một cái trinh sát, mà lại người trên đảo ít đi rất nhiều, thành chỉ cấm chế ngược lại là như cũ mở ra. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Giang giật có chút trù trừ, đao ra không có khả năng như vậy thối lui, như vậy vì sao không chặn lại, bỏ mặc hắn đi không linh đảo chẳng lẽ như kỳ thanh trần nói tới không linh đảo bên trên đều là mai phục, là một cái vỏ, liền chờ hắn chui vào, giống như không linh đảo hơn mấy trăm cái phong vương cấp trở lấy giang giật đi bên kia cũng là chết hắn trầm tư một lát quyết định mạo hiểm hành động bắt hai người hỏi một chút tình huống người trên đảo mặc dù biến ít nhưng vẫn là có người tại tuần sát cùng lắm thì bại lộ lại phóng đi một cái thành nhỏ gây nên hỗn loạn đào tẩu là được hắn tại phụ cận chuyển vài vòng khóa chặt một cái đảo nhỏ xác định cái thành nhỏ kia cấm chế có thể nhẹ nhõm phá vỡ hắn hành động hắn không có mạo muội công kích mà là tại hòn đảo bên trên dạo qua một vòng trước dò xét tình huống. Ở trên đảo chỉ có hơn 10 người, chia làm hai nhóm, Giang Dập nghĩ nghĩ, dù sao cầm một hai người cũng sẽ bị phát hiện, dứt khoát toàn bộ đánh giết cùng cầm xuống, dạng này tin tức bại lộ đến sẽ còn muộn một chút. Hắn vô thanh vô tức tới gần đảo phía nam sáu bảy người, Cán thi đột nhiên xuất hiện, để thân ảnh nổi lên, bay vọt lên cán thi bên trên. Huyền Hoàng chi lực quán chú, cán thi như kiểu lưới kiếm sắc bén bay đi, bên kia sáu bảy người lập tức kinh hô lên có người lấy ra đưa tin Ngọc Phù liền muốn đưa tin. Chết, cái này xấu, bảy người giang giật tụ không định lưu lại, cán thi huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, lợi trảo đột nhiên hướng hai tên muốn đưa tin quân sĩ chụp tới. Hai người đầu ầm vang bạo liệt, cán thi chân sau quét qua, còn lại mấy người toàn bộ bị đập bay, có hai người đầu bị nện bạo, còn có hai người trọng thương hôn mê. Không tệ, giang giật đối với cán thi tốc độ cùng lực công kích phi thường hài lòng, bất quá mấy cái này an ra trinh sát chỉ là thần đế cảnh, chính hắn xuất thủ đồng dạng có thể nhẹ nhõm diệt sát, Chứa nói chi là xuất động cán thi. Hưu, hắn thân thể bay đi, đem hai cái trọng thương quân sĩ diệt sát, lại thả ra một chút cấp thấp hỏa diễm đem thi thể đều cho đốt cháy thành cho bụi, lúc này mới hướng đảo một bên khác phóng đi. Đi một bên khác càng đơn giản hơn, đảo bên ngoài không ai, thành nội mở ra cấm chế căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Giang giật lấy ra cổ cầm, dùng tiếng đàn chấn nhiếp, cán thi xuất động vồ chết mấy cái, còn lại ba cái bị hắn phế đi thần hạch, lấy không gian giới chỉ, sau đó ném vào hỗn nguyên châu bên trong. Độc linh, khảo vấn thoáng cái, hỏi một chút vì sao không linh đảo bên này làm sao chặn đường người ít như vậy có phải hay không có âm mưu gì không linh đảo bên kia phải chăng có mai phục sở hữu bọn hắn biết đến đều khảo vấn đi ra. Giang giật đem độc linh truyền tới dặn dò một tiếng, lại đem độc linh ném vào, sau đó dùng hỏa diễm đốt cháy thi thể, thân thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa kín đáo đi tới. Trinh sát thoáng cái thiếu đi 10 cái, việc này sớm muộn sẽ bị phía trên biết đến, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi phụ cận, tránh cho bị vây giết. chương 1649, Minh Tộc Hạ Giới Độc linh thủ đoạn rất ác, ba người kia bị độc linh giày vò đến chết đi sống lại, cuối cùng chịu không được đem toàn bộ biết đến sự tình đều chiêu. Kết quả để độc linh kỳ thanh trần cùng Giang giật cảm thấy ngoài ý muốn. Theo ba người này nói, trinh sát cùng tứ đại gia tộc thiên giới cường giả đều đi, đi loạn tinh quần đảo bên kia, cũng không phải là bên kia phát hiện giang giật hành tung, mà là bên kia có đại sự xảy ra minh tộc đột nhiên giáng lâm một đội đại quân. Nhánh đại quân này tới không hiểu thấu, mà lại số lượng nhiều vô cùng, đều là cường đại minh tướng, không có một cái nào minh sứ. Nghe nói còn tới năm cái minh vương phân thân, loạn tinh thành bị hủy diệt, có mấy chục và hải đảo đều vỡ vụn, hỗn độn hải tất cả cường giả đều đi chống cự minh tộc. Minh giới đại quân, Giang Giật cũng cảm giác không hiểu thấu, Lúc này vì sao như vậy trùng hợp tới minh giới đại quân đây là cố tình bày mê trận, vẫn là ba người vận khí thật tốt như vậy. Bất quá theo cái này ba cái thần đế nói, không linh đảo bên kia vẫn như cũ có trọng binh, ngoại trừ trước kia thủ hộ truyền tống 10 tên phong vương cấp bên ngoài, đao ra còn phái hai tên phong vương cấp cường giả đóng giữ. Đồng thời phương viên vạn lý điều tập 10 vạn người thủ vệ, cam đoan một con mũi cũng bay không đi vào. Nghe được tin tức này, Giang giật nội tâm ngược lại yên ổn, kia 10 cái phong vương cấp thực lực cũng không phải là quá mạnh, tối cường nhưng so sánh Long Thiên Vương, hắn thiên huyễn thủ cùng dung hợp hỏa diễm cùng cán thi phối hợp công kích phía dưới, không nói đánh giết đi, trọng thương cũng không có vấn đề, tự xem đao ra hai tên phong vương cấp có bao nhiêu cường đại. Chuyện lớn như vậy, hẳn là không cách nào làm giả, độc linh khảo vấn thủ đoạn, giang giật không cần nghĩ tượng đều biết rất hung tàn. Như vậy mình giới tới một đội đại quân sự tình hẳn là thật, như vậy cái kia chính là cơ hội trời cho. Đi, Giang giật hưng phấn lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng không linh đảo phương hướng tiềm hành mà đi. Không linh đảo bên trên có 12 cái phong vương cấp, nhưng hắn cũng không phải là không có sức liều mạng, chỉ cần có thể thành công đánh giết trọng thương kia 12 người, bọn hắn liền có thể thành công trở về địa giới, ẩn núp đi. Minh giới xâm lấn sự tình, cũng không phải là giả. Giờ phút này loạn tinh quần đảo hỗn loạn tương bừng, vô số hòn đảo bị phá hủy, vô số quân sĩ bị đánh giết. Cái này minh giới xâm lấn kỳ thật cùng địa giới Bạch Hà Vương Hoàng Sư Vương Thiên Mạc Vương đám người kế hoạch có rất lớn quan hệ, ba người đem diệt ma cung xuất hiện thời gian cùng địa điểm, thông qua minh giới tiềm phục tại địa giới minh sứ chuyển đi minh giới, minh giới mấy cái minh vương tổng cộng thoáng cái quyết định tập kích hỗn độn hải, chém giết giang giật còn có thiên giới hảo môn thiên tài con em. Sở dĩ như vậy mà đơn giản liền xuống giới, rất lớn nguyên nhân ở chỗ giang giật. Lần trước giang giật tại địa sát giới hắc tuyết hải hủy đi minh vương minh địch phân thân, để minh giới xâm lấn địa sát giới kế hoạch ngâm nước nóng. Giang giật cái tên này tại minh vương bên trong có nhất định danh khí, minh địch nghe nói giang giật đi hỗn độn hải lập tức quyết định hạ giới. Bất quá minh vương bản tôn đều không có hạ giới, mà là thả ra phân thân hạ giới, dù sao bọn hắn bản tôn quá cường đại, hạ giới rất khó khăn, dễ dàng kinh động thiên giới bốn vị đại đế, nói không chừng sẽ bị phục kích. Đáng tiếc, hoàng sư vương bọn người đạt được tin tức đã muộn một chút, sở dĩ diệt ma cung xuất hiện địa điểm cùng thời gian chờ truyền về minh giới giang giật đám người đã truyền tống ra đương nhiên coi như đúng giờ xuất hiện minh giới đại quân cũng không chiếm được lợi ích bởi vì thiên giới hào môn tới mấy trăm phong vương cấp còn có một cái đao lãnh đao lãnh nhận được tin tức về sau trước tiên để an thiên hành triệu tập đại quân đem cường giả đều điều đi qua vây quét minh giới đại quân hắn tự mình đi loạn tinh quần đảo giang giật bắt ba người phản hồi tình báo cơ bản là thật bất quá Tại không linh đảo bên trên phong vương cấp không phải 12 cái, mà là mấy chục cái, đao ra phái đi 10 cái trưởng lão một mực không nhúc nhích, tiềm phục tại không linh đảo phụ cận, chờ đợi giang giật tự động đưa tới cửa. Mấy trăm phong vương cấp, tăng thêm một cái ngụy đế cấp cường giả, minh giới đại quân rất nhanh liền bị chân áp, bốn cái minh vương phân thân bị đao lãnh liên hợp một đám phong vương cấp lực chiến một ngày hủy đi. Minh tộc coi là đó là cái cạm bẫy, trăm vạn minh tộc đại quân biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn, bốn phía công kích thành trì, chuẩn bị để hỗn độn hải biến thành địa ngục. Còn có một cái minh vương phân thân cũng chạy trốn, chuẩn bị huyết tẩy hỗn độn hải. Đao lãnh một đường truy sát minh vương phân thân mà đi, còn lại phong vương cấp suất lĩnh đại quân trấn áp minh tộc tàn quân, không đem sở hữu minh tộc diệt sát, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thu binh. Toàn bộ hỗn độn hải một mảnh hò hét ẩm ý, minh tộc xâm lấn, để bọn hắn đều tạm thời quên đi giang giật. Dù sao cùng giang giật ở giữa chiến tranh, chỉ là nhân tộc nội đấu, cái này minh tộc lại là nhân tộc kẻ thù sống còn, một khi tao mộ không chết không thôi. Toàn bộ Hỗn Độn Hải nhân tộc tâm đều bị minh tộc khiên động, cái kia Minh Vương phân thân một ngày không hủy đi, lòng của mọi người một ngày tựu không bỏ xuống được tới. Minh Vương phân thân kia là Minh Vương đặc hữu thần thông, mỗi cái phân thân đều có bản tôn bộ phận chiến lực, lực công kích phi thường hung tàn, một cái Minh Vương phân thân hủy đi một thành trì, để trong thành trì mấy trăm vạn nhân ma hóa, cũng chính là mấy cái chớp mắt thời gian. Minh tộc đại quân phân tán, muốn toàn bộ tiêu diệt toàn bộ tương đối khó khăn, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, đao lãnh một mực chưa có trở về, cái kia minh vương phân thân còn không có bị đánh giết. Giang giật cùng độc linh thay phiên nghỉ ngơi đi đường, bởi vì trên đường không ai chặn đường, hai người một đường tiềm hành vô cùng an toàn, Giang giật lúc nghỉ ngơi có thể không ngừng tu luyện huyền hoàng chi lực, theo thứ 9 khỏa tinh thần bên trong huyền hoàng chi lực càng ngày càng nhiều, Giang giật lòng tin càng ngày càng đủ. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, Giang giật lại một lần đem độc linh thay thế đi, hắn lần này ẩn núp đi phụ cận một cái hải đảo, dò xét một phen thành trì danh tự, sau đó để kỳ thanh trần lấy ra hỗn độn hải địa đồ so sánh thoáng cái. Bảy ngày thời gian, hai người cũng không biết phi hành bao xa khoảng cách, nếu như là giang giật một người đi đường, kia đoán chừng ít nhất phải nửa tháng, dù sao giang giật muốn nghỉ ngơi, không có khả năng ngày đêm không nghỉ đi đường. Có độc linh thay thế, thời gian rút ngắn thật nhiều, đối chiếu bản đồ một cái, lại phát hiện nhiều nhất còn có một ngày thời gian, liền có thể đuổi tới không linh đảo bắt người dò xét một chút tình huống. Càng đến gần không linh đảo, Giang giật càng cẩn thận, dù sao giống như không linh đảo có mai phục, ba người một đầu sông tới tựu vĩnh viễn không ra được. Hắn vụng trộm đi một cái đảo nhỏ tự, hòn đảo ngoài có hơn 10 người đóng giữ, bất quá cái này hơn 10 người thế mà không có tuần tra, mà là tụ tập cùng một chỗ nước bọt bắn tung tóe ngay tại đàm luận một ít chuyện. Vừa vạn, Giang giật xa xa tìm chân núi ẩn núp, nhưng tai lắng nghe, nghe một trận hắn quả quyết từ bỏ bắt người khảo vấn. Đám người này ngay tại đàm luận minh giới sự tình, mà lại vô cùng oán giận thanh âm rất lớn, tuyệt đối không thể nào là cố ý giả vờ. Đám người này nghị luận sự tình, cùng phía trước bắt ba cái trinh sát nói tin tức cơ bản ăn khớp. Bảy ngày thời gian, minh giới đại quân cơ bản bị tiêu diệt, chỉ còn lại một chút tàn quân bốn phía ẩn núp. Bất quá cái kia minh vương phân thân vẫn là không có bị chém giết, giờ phút này đi hỗn độn hải phía tây, lại phá hủy ba tòa thành trì, để ngàn vạn người biến thành minh sứ, kia ngàn vạn người đều bị tứ đại gia tộc vô tình cho chém giết. Chú ý cẩn thận vi thượng, giang giật một đường tiềm hành, một đường dò xét, hắn phát hiện rất nhiều đóng giữ hòn đảo quân sĩ đều đang đàm luận minh giới sự tình, tình báo phi thường dễ dàng thu hoạch. Tiểu nửa ngày sau tốc độ của hắn đột một tăng, hướng không linh đảo phương hướng phóng đi. Hỗn độn hải đại bộ phận phong vương cấp cường giả đều đi tây bộ, là tốt nhất phá vòng vây thời khắc, chỉ cần chém giết hoặc là trọng thương không linh đảo bên trên 12 cái phong vương cấp, các nàng liền có thể trở lại địa giới. chương 1650, thần cơ diệu toán. Không linh đảo bên ngoài hoàn toàn chính xác rất nhiều trinh sát, lít nha lít nhít đều là người, giang giật tiềm hành một ngày về sau, không có mạo muội đi vào. Hắn để độc linh thay thế hắn tiềm hành, bất quá không để cho độc linh đâm xuyên đi vào, mà là tại phụ cận vòng quanh, dò xét địa hình, chờ đợi hắn nghỉ xong. Độc linh đối với giang giật mệnh lệnh là hoàn toàn phục tùng, liền tại phụ cận tiềm hành vòng quanh, chờ Giang giật nghỉ ngơi 7-8 canh giờ sau thả hắn ra. Độc Linh, lần này ngươi chớ vào không gian thần khí bên trong, đem Thanh Trần phóng xuất, ta có chuyện muốn nói. Các loại chờ kỳ Thanh Trần sau khi ra ngoài, Giang giật bàn giao nói, Độc Linh, chế chút ngươi cùng ta cùng một chỗ sông vào không linh đảo, Thanh Trần ngươi vào Độc Linh không gian thần khí bên trong, giống như tình huống không đúng Thanh Trần ngươi mang theo Độc Linh truyền tống về địa giới. Ta đỉnh trước lại, đó là mệnh lệnh của ta, các ngươi như vi phạm, ta về sau cũng không tiếp tục nhận hai người các ngươi bằng hữu. Ách, độc linh cùng kỳ thanh trần nháy nháy mắt, hai người sắc mặt ngưng trọng lên, kỳ thanh trần hỏi, giang giật, người không có nắm chắc. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, như thế có thể thuận lợi cái kia chính là tốt nhất rồi, vạn nhất có biến phát sinh đâu chúng ta muốn làm dự tính xấu nhất. Giang giật dừng một chút, tiếp tục nói ra, mặc dù căn cứ dò xét tình huống, chúng ta có tám thành nắm chắc trở lại địa giới, nhưng một khi ngoại ý muốn nổi lên tình huống, hai người các ngươi lập tức truyền tống hoặc là phá vây rời đi, nghĩ biện pháp khác ẩn núp có lẽ trở về. Ta có đạo thiên linh bảo chiến giáp cùng cán thi, vẫn là có rất lớn cơ hội sống sót, các ngươi lưu lại chỉ có thể liên lụy ta. Nói đến nước này, kỳ thanh trần cùng độc linh không thật nhiều nói cái gì. Giang giật nói tới cũng là tình hình thực tế, có đạo thiên linh bảo cùng cán thi, giang giật sống sót tỷ lệ sẽ càng lớn, hai người đi theo hắn ngược lại sẽ kéo hắn chân sau. Tốt, kỳ thanh trần cùng độc linh liếc nhau hai người trọng trọng gật đầu, Giang Giật để Độc Linh đem Kỳ Thanh Trần Thu vào đi, hai người một đường hướng phía trước tiềm hành mà đi. khắp nơi đều là người, rất nhiều tay sai bên trên có thủy tinh thạch. Giang Giật cùng Độc Linh đâm xuyên tương đối khó, an toàn làm chủ hai người tốc độ trở nên chậm. trái đột dễ phải, thỉnh thoảng còn muốn quanh co. dạng này mặc dù hao phí thời gian cùng tinh lực nhiều, nhưng một đường đều không có bị phát hiện. khoảng cách không linh đảo càng ngày càng gần, trong hai người tâm căng đến càng ngày càng gần. một canh giờ sau hai người rốt cuộc xa xa thấy được một tòa cự đại hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Giang giật vẫn là không có mạo muội đi vào, cùng độc linh nháy mắt ra dấu, hai người vây quanh không linh đảo dạo qua một vòng, nhìn xem phải chăng có mai phục. An toàn, xác định không linh đảo bốn phía cũng không có cường giả về sau, hai người hướng ở trên đảo tiềm hành mà đi. Trên đảo này vùng đất bằng phẳng, không có cái gì, chỉ có ở giữa một cái cự đại quảng trường, phía trên có mấy trăm truyền tống trận, trong truyền tống trận ở giữa ngồi 12 cái lão giả. Hai người ở trên đảo dạo qua một vòng, xác định chỉ có cái này 12 người về sau, Giang giật đôi mắt trở nên lạnh, đối độc linh nháy mắt ra dấu, cái sau hướng về sau mặt thối lui, hắn biết rõ Giang giật chuẩn bị xuất thủ. Ông, 12 cái phong vương cấp, đây là cỡ nào hung tàn chiến lực còn có hai tên đao ra người thực lực không rõ, Giang giật không dám phất lờ, trước tiên thả ra cán thi, hai chân dưới đây bị cán thi nắm chặt, dạng này vừa có thể bảo vệ hắn, lại không ảnh hưởng hắn công kích. Hugh huyền hoàng chi lực điên cuồng quán chú cắn thi hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp mạch sàn nhà tầng tầng vỡ ra cắn thi như một tôn ma thần cuồng bạo phóng đi thoáng qua liền đã đã tới trên quảng trường bay thẳng kia 12 tên phong vương cấp cường giả mà đi ha 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 kia 12 cái phong vương cấp cường giả vốn là nhắm mắt lại giờ phút này toàn bộ mở ra nhìn thấy cắn thi cùng giang giật sau 12 người toàn bộ cười ha hả sau đó cái này 12 người cũng không có công kích mà là đột nhiên hướng bốn phương tám hướng đánh ra đạo đạo lưu quang dầm rầm rầm từng đạo tiếng oanh minh vang lên tiếp lấy toàn bộ không linh đảo phía trên quang mang lấp lánh tựa như từng đạo thiểm điện lướt qua một quang cháo đột nhiên sáng lên ở trên không một tên đao gia cường giả đùa có tiếng cười to vang lên giang giật chúng ta đã đợi chờ ngươi đã lâu lãnh ra quả nhiên thần cơ diệu toán giang giật hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ha 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 một tên thủ hộ truyền tống trận lão giả đi theo cười ha hả phụ họa nói lãnh gia là ai à đây chính là thiên giới lừng lẫy nổi danh lãnh đế tại lãnh gia trên tay chết đi minh tộc không biết có bao nhiêu đi đối phó một cái chỉ là giang giật còn không phải dễ như trở bàn tay giang giật thúc thủ chịu tròi đi cái này tinh hồn trận đừng nói ngươi coi như ngụy đế cấp lãnh gia thời gian ngắn đều không phá nổi lãnh gia lập tức tới ngay hắn nói ngươi là một nhân tài chỉ cần quy thuận đao ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua không sai chúng ta lãnh gia nói chỉ cần ngươi thành tâm quy thuật giết chết chúng ta phong thiếu sự tình xóa bỏ, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến vẫn là hàng, giang giật, ngay tại ngươi một ý niệm. Vô số quát lớn tiếng vang lên, bất quá cái này 12 người đều tại lui nhanh. Giang giật đôi mắt trở nên lạnh, hắn cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn trung kế. Lãnh ra lãnh đế, ngụy đế cấp, người này quả nhiên lợi hại, truy sát minh vương phân thân xem ra cũng là tin tức giả. Hoặc là minh tộc hạ giới sự tình là giả, hoặc là minh vương phân thân sớm bị hắn giết, hắn một mực tiềm phục tại phụ cận liền chờ giang giật chính mình đưa tới cửa ngụy đế cấp có bao nhiêu cường đại lục ưng vương là địa giới đệ nhất nhân nhưng giang giật không có nghe nói hắn là ngụy đế cấp điều này nói rõ còn không có đạt tới nhiều nhất tốc độ không thể so với ngụy đế cấp tranh lệch một khi cái này lãnh ra đến bọn hắn khẳng định không thể trốn đi đâu được vấn đề là đại trận này hắn có thể phá khai địch nhân đã bố trí đại trận này hắn không cần nghĩ khẳng định không phá nổi hắn chỉ có một con đường có thể đi cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết cái này 12 người, sau đó để kỳ thanh trần mở ra truyền tống trận trở lại địa giới. Cái này 12 người giờ khắc này ở lui nhanh, còn tại chiêu hàng, mục đích không cần nói cũng biết, kéo dài thời gian chờ đợi lãnh ra cùng phụ cận mai phục cường giả đuổi tới. Giết, nghĩ thông suốt sự tình, giang giật lại không nửa điểm trần chờ khống chế cắn thi hướng phía trước cuồng bạo phóng đi, cấp tốc rút ngắn cùng một cái phong vương cấp khoảng cách. Giết, kia 12 cái phong vương cấp gặp giang giật vò tới, cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm, nhào nhào đánh ra công kích mạnh nhất, đầy trời lưu quang hướng giang giật cùng cán thi phóng tới. Cán thi tốc độ thật nhanh, nhưng này ta phong vương cấp cũng không phải ăn chay, cán thi thoáng cái tự bị 4 năm đạo lưu quang đánh chúng. Giang giật thân thể bị một đạo lưu quang đập chúng, cũng may cán thi thay hắn ngăn cản bộ phận lực công kích. Ngạnh kháng, thời gian mỗi một hơi thở đều vô cùng chân quý, giang giật không có thời gian đi tránh né, đi chậm rãi đùa, hắn chỉ có ngạnh kháng. Đạo thiên linh bảo chiến giáp không để cho hắn thất vọng, mặc dù bị nện thoáng cái, toàn thân đều bị kịch liệt chấn động, cũng không có bị quá lớn thương thế. Mà cán thi càng là cường hãn làm cho người khác tâm sợ, bị bốn năm đạo lưu quang đánh chúng, thân thể chỉ là hướng bên cạnh di động mấy trượt, ra bị phá hư nát một chút. Thiên huyễn thủ, cán thi đã tới gần một cái phong vương cấp lão giả, giang giật đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường, phía trước người kia lập tức bi kịch, khắp thiên đều là trường ấn, để hắn cảm giác không chỗ có thể trốn mà lại bốn phương tám hướng đều là kinh khủng hỏa diễm, để hắn bản năng tuyệt vọng. A, à, chờ hắn tỉnh ngộ lại, phát hiện cái này thiên huyễn thủ là huyễn tượng lúc, cán thi đã kéo gần lại khoảng cách. Kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ cái này phong vương cấp cường giả, để hắn trên mặt đất lăn lộn đau nhức gào giống, tiếp lấy cán thi bàn tay lớn vồ một cái, tên lão giả kia trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Tê tê, còn lại 11 người bị giang giật thủ đoạn giết người hù dọa, nhao nhao lui nhanh không dám cùng giang giật khai chiến. Đao lãnh nhiệm vụ cho bọn họ vô cùng đơn giản, kéo giang giật một lát, chờ bọn hắn đuổi tới là đủ. Đao lãnh khoảng cách bên này chỉ có số vạn lý, tới không muốn thời gian một nén nhang, đao lãnh vừa đến, giang giật hẳn phải chết. Trường 1651, đòi lại nợ máu. hưu 11 người hướng tứ phía 8 mới bay chạy mà đi, bất quá cũng không dám khoảng cách truyền tống trận quá xa, tránh cho giang giật truyền tống rời đi. Đương nhiên coi như giang giật truyền tống, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì truyền tống phải cần một khoảng thời gian. Giang giật nếu dám truyền tống, bọn hắn tự dám hủy đi truyền tống trận, đến lúc đó giang giật chỉ có thể bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn thành thịt nát. Giang giật minh bạch đạo lý này, hắn không để cho độc linh truyền tống, mà là hung hăng truy sát kiêm 11 người, cán thi tốc độ so đao phong nhanh hơn, hẳn là nhưng so sánh ô thiên vương, ở trên đảo cứ như vậy đại, những người kia có thể chạy trốn tới đâu đây. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, Giang giật tự đuổi kịp một người, Hắn nổi giận đánh ra thiên huyễn thủ, người kia không có gì bất ngờ xảy ra chúng chiêu, trên người hắn liền nguyên thủy linh bảo đều không có, nhẹ nhõm bị cán thi vô chết. Cái này mười tên chấn thủ truyền tống trận phong vương cấp kỳ thật đều không mạnh, dù sao cường giả làm sao lại khô thủ tại chỗ này đao ra hai người càng là đao lãnh lưu lại làm mồi dụ, nói một cách khác dùng để chịu chết, thử hỏi đao lãnh hội lưu lại cường giả sao. Đao lãnh mang theo rất nhiều người tới, bất quá những người này đều mai phục tại số ngoài vạn dặm hòn đảo bên trong có tinh hồn đại trận giang giật không cách nào thoát đi, hắn lại không dám truyền tống. Một nén nhang đao lãnh liền có thể chạy đến, cái này 12 người một nén nhang đều gánh không được. Một nén nhang tự nhiên là gánh vác được, giang giật mang theo cán thi ở trên đảo lao nhanh, những người kia đều phân tán mà khai chạy trốn, giang giật mỗi lần truy sát một người đều phải tốn phí một chút thời gian. Diệt sát người thứ ba lúc, người kia điên cuồng công kích, còn đem giang giật chấn động phải thổ huyết. Người thứ tư, người thứ năm, Tại chém giết người thứ năm lúc, thời gian đã qua nửa nén hương, Giang giật xem tình huống không đúng không dám truy sát, hắn giống giật độc linh, các ngươi đi trước. Ông, độc linh thân hình hiển lộ, hắn trước tiên đem kỳ thanh trần đem thả ra, Giang giật giống giật, kỳ thanh trần, mở ra truyền tống trận. Kỳ thanh trần không rõ ràng tình huống, nhưng nhìn thấy Giang giật như thế bộ dáng, thân thể lập tức hướng phía trước nước tới, đi trong sân rộng, tìm được truyền tống đi địa giới truyền tống trận. Hiu hiu hiu, Kỳ Thanh Trần hai tay liên tục không ngừng đánh ra lưu quang truyền tống trận quang mang chậm rãi phát sáng lên. Độc Linh đi theo sông vào trong truyền tống trận. Bất quá Độc Linh không dám loạn động, truyền tống trận cũng không thể tùy ý loạn khởi động. Một bước sai, truyền tống trận không chỉ có không cách nào mở ra, ngược lại sẽ bạo liệt. Muốn truyền đưa, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, nơi xa một đạo lưu quang mở ra bắn thẳng đến truyền tống trận, rõ ràng nghĩ phá hư truyền tống trận. Giang giật khống chế cắn thi bay đi, mạnh mẽ chặn lưu quang sau đó cắn thi cuồng bạo phóng đi đem người kia dọa đến lập tức bôn tẩu hủy truyền tống trận đúng đại gia nhanh công kích đừng để bọn hắn truyền tống đi công kích bốn phương tám hướng vang lên quát lớn âm thanh rất nhiều lưu quang gào thét mà đến giang giật rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ truy sát khống chế cắn thi bay vụt mà quay về liên tiếp chặn mấy đạo công kích đồng thời hắn khống chế cắn thi vây quanh truyền tống trận lao nhanh đem những cái kia dám can đảm đến gần phong vương cấp dọa chạy hiu 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 Kỳ Thanh Trần hai tay không ngừng phất động, từng đạo lưu quang liên tục không ngừng đánh ra, truyền tống trận càng ngày càng sáng, cuối cùng một đạo trùng thiên quang mang sáng lên bắn thẳng đến chân trời, truyền tống trận bị kích hoạt lên, bắt đầu truyền tống. Phanh, phanh phanh phanh, giang giật phi thường khổ bức, khống chế cắn thi vây quanh truyền tống trận lao nhanh không thôi, ngăn trở bốn phương tám hướng phóng tới lưu quang. Mặc dù hắn mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp, nhưng liên tiếp không ngừng bị công kích, hắn nhục thân cùng nội tạng nghiêm trọng bị chấn thương trong miệng tiên huyết tuôn ra, đem trước ngực một mảnh bạch giáp nhuộm đỏ. Giang giật, vào đây, kỳ thanh trần xác định truyền tống trận mở ra sau nghiêm nghị khẽ kêu, giang giật quay đầu nhìn lướt qua nhếch miệng cười khổ, lộ ra đều là đều là, là tiên huyết giang trắng, nói ra thanh trần, độc linh, nói cho ta biết ba cái thể tử cùng mẫu thân, ta nhất định sẽ trở về, tin tưởng ta. Giang giật không có xông vào truyền tống trận, bởi vì hắn như tiến vào, truyền tống trận hội trong nháy mắt bị công kích bạo liệt, đến lúc đó ba người đều phải chết sở dĩ hắn nhất định phải chấn thủ truyền tống trận một lát, thẳng đến hai người triệt để bị truyền tống rời đi. Địch nhân cũng không thèm để ý kỳ thanh trần cùng độc linh, để ý là hắn. Hắn nếu không truyền tống đi, những này phong vương cấp chắc chắn sẽ không lại phát rồ công kích truyền tống trận. Dù sao loại này truyền tống trận thế nhưng là bốn vị đại đế tự mình phái người kiến tạo, liền xem như đao ra người đều không dám bởi vì kỳ thanh trần cùng độc linh hai người đi hủy đi truyền tống trận. Vừa rồi những người kia công kích, rõ ràng là hù dọa giang giật, để hắn không dám truyền tống rời đi. Thiếu chủ, độc linh thống khổ nắm chặt nắm đấm trầm hống, kỳ thanh trần nhìn qua khóe miệng đẫm máu, trên mặt lại là mỉm cười giang giật, trong lòng không hiểu nắm chặt đau, nàng thống khổ kêu to lên, giang giật, nhất định muốn còn sống trở về, nhất định muốn trở về. Ha ha ha, ta khẳng định hội trở về, ta còn muốn cưới ngươi đây. Giang giật cười ha hả ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm phóng khoáng, tựa hồ hắn trăm phần trăm có thể trở về. Hắn còn chưa nói xong, truyền tống trận quang mang kịch liệt lóe lên, kỳ thanh trần cùng độc linh biến mất tại trong truyền tống trận. Quả nhiên, hai người một truyền tống đi, những người kia không còn công kích truyền tống trận. Giang giật nội tâm cũng thở dài một hơi, chỉ cần hai người an toàn, chính hắn một người làm sao tới đều được. Giết, đã đều như vậy, Giang giật còn có cái gì cố kỵ hắn khống chế cán thi hướng nơi xa cuồng bạo chạy đi, dù sao đi không được, đem những này người khô đi lại nói. Trốn, còn lại bảy người sợ hãi hướng nơi xa lao nhanh, vây quanh không linh đảo xoay quanh. Giang giật điên cuồng đuổi theo không bỏ, rất nhanh lại đuổi kịp hai người, ngạnh kháng một người công kích, lần nữa diệt sát hai người. Giang giật, đừng có lại truy sát, nếu không chúng ta công kích truyền tống trận, để ngươi hai cái bằng hữu hôi phi yên diệt. Đúng đúng đúng, dù sao chúng ta cũng là một chữ chết, giang giật ngươi lại làm ẩu, chúng ta tự liều chết công kích truyền tống trận. Hai cái phong vương cấp lão giả sợ trầm hống, lại lấy kỳ thanh trần cùng độc linh tính mệnh làm uy hiếp. Giang giật lãnh mâu quét qua, nhếch miệng cười một tiếng. Quát các ngươi công kích ha, tốt nhất là đem truyền tống trận đều làm hỏng. dạng này các ngươi tứ đại gia tộc đều có thể tiếp nhận bốn vị đại đế tức giận. Nếu không ta giúp các ngươi công kích đem đi thiên giới truyền tống trận làm hỏng. TT tê tê, còn lại năm người toàn bộ hít một hơi lãnh khí, ai cũng không dám lại nói nửa chữ. Vạn nhất Giang giật phát rồi đem đi thiên giới truyền tống trận làm hỏng, bốn vị đại đế khẳng định truy cứu việc này. tứ đại gia tộc ai có thể gánh vác được đao ra sợ là đều muốn bị trách phạt a năm người bất loạn đến giang giật đương nhiên sẽ không làm loạn vạn nhất năm người này thật nổi điên phía dưới kỳ thanh trần cùng độc linh thế nhưng là chết không có chỗ chôn a à. hắn tiếp tục đuổi giết năm người còn lại năm người thực lực đều xem như tương đối mạnh tốc độ rất nhanh hắn truy sát một trận chỉ đuổi kịp một người ngay tại hắn sẽ phóng thích thiên huyễn thủ lúc công kích bên trên bầu trời màn hào quang quang mang kịch liệt lóe lên sau đó biến mất không thấy một đạo so lục ưng vương còn muốn cường đại mấy phần khí tức trấn áp mà xuống băng lãnh thấu xương thanh âm vang vọng toàn bộ không linh đảo, giang giật ngươi rất có loại A, à, dám giết cháu của ta, còn mặc vào hắn thiên phong giáp bản đế đao lãnh, đao ra chiến đường đường chủ, hôm nay chuyên tới để thay ta chất nhi đòi lại nợ máu. chương 1652, đây là người bức ta. Đao lãnh khí tức quá mạnh, người còn không có nhìn thấy, vẻn vẹn một đạo khí tức tựu trấn áp đến giang giật có chút không thở nổi, một đạo nhàn nhạt, nhạt sát cơ khóa chặt hắn, hắn cảm giác chính mình lại không thể có thể đào tẩu truyền tống hắn sẽ không mở ra truyền tống trận a trốn hắn có thể đột phá tầng tầng vây quanh ẩn núp đi bốn phía đều là tiếng xé gió không cần phải nói tới rất nhiều phong vương cấp đao lãnh cỡ nào tốc độ hắn có thể thoát khỏi đao lãnh giết khoanh tay chịu chết không phải giang giật tính cách hắn điên cuồng vận chuyển huyền hoàng chi lực cắn thi hướng phía nam cuồng bay mà đi đao lãnh thanh âm là theo phương bắc chuyển đến mà lại hắn khí thức kinh khủng cũng theo phương bắc chân áp mà tới còn muốn trốn phía nam có bảy tám đạo thân ảnh phóng tới một người cười lạnh không thôi, trong tay một cái tiểu thạch giống như bắn ra, cấp tốc phóng đại cuối cùng biến thành ngàn trượng đại, như một tòa núi cao chân áp mà xuống, đem giang giật cùng cán thi tươi sống đập xuống dưới. Oanh, toàn bộ không linh đảo đều kịch liệt run lên, tượng đá chân áp sau đột nhiên hướng trên không trung bay đi, sau đó liên tiếp không ngừng chân áp mà xuống. Giang giật vừa mới nghĩ trốn tự lại bị đập xuống, mặc dù có đạo thiên linh bảo thiên phong giáp, nhưng vẫn là bị nghiền ép đến xương cốt đoạn mất tận mấy cái, cắn thi thức thì bị tươi sống đập xuống đất, đều nhập vào lòng đất, ngược lại là không có bị hủy đi, cũng không có nửa điểm thương thế. Tượng đá cực lớn chân áp 10 lần, bay vụt mà quay về, giang giật khống chế cán thi nổ bắn ra mà lên. Nhưng vừa mới lao ra, nơi xa ba cái đại thủ ấn đánh ra, đại thủ ấn không có công kích giang giật, mà là kịch liệt chấn động không gian, để cán thi tốc độ bỗng nhiên dần dần. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, tựa như nổ vang tại linh hồn hắn bên trong, tiếp lấy xa xa chân trời sáng lên một đạo tam thải quang mang đạo ánh sáng kia sáng nhất, liền nồng vụ đều không che nổi. Tam thải quang mang cũng như cửu thiên tri thượng tinh thần thần quang, chớp mắt đã đến trước mắt, giang giật lúc này mới thấy rõ ràng đúng là một đạo đao mang. Đây không phải phổ thông đao mang, bên trong rõ ràng ẩn chứa hủy diệt, hắc ám, tử vong ba loại ý vị, loại này đao mang giang giật trước kia gặp qua, kia là đao phong phát ra dung hợp áo nghĩa. Rất rõ ràng, đao mang này cũng là dung hợp áo nghĩa, vẫn là ba loại áo nghĩa dung hợp mà thành đao mang còn tại ngàn trượng bên ngoài, kia lạnh thấu xương sát cơ liền đã khóa chặt giang giật, tựa hồ muốn một đao đem hắn tươi sống cho chém thành hai bên. Cán thi, ngăn trở, giang giật quát khẽ, liền muốn khống chế cán thi quay người, ngăn trở cái này kinh thiên nhất đao. Bất quá giờ khắc này giang giật đột nhiên tỉnh ngộ, bởi vì một đao kia là theo phương nam bổ tới, công kích kinh khủng như thế tuyệt đối là ngụy đế cấp đao lãnh phát ra, đao lãnh không phải tại mặt phía bắc sao hắn làm sao có thể theo phía nam phát ra công kích. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Giang giật não hải điên cuồng vận chuyển, cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng mình tự cảm thấy, để cán thi không có chuyển hướng, còn đem hắn ôm ở trong ngực, hắn nhắm mắt lại cảm ứng thoáng cái, âm thầm may mắn. Sau lưng có một đạo đồng dạng ba màu đau mang gào thét mà đến, bất quá đau mang này không có bất kỳ cái gì khí thức khủng bố, tựa như liền là một đạo ba màu đám mây bay tới, nhìn không có đủ một tia lực sát thương. Đằng sau tuyệt đối là sát chiêu, giang giật trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu quả nhiên phía trước đao mang gào thét mà đến theo hắn cùng cán thi trong thân thể đâm qua phía sau đao mang lại hung hăng bổ vào cán thi phía sau một cỗ cự lực cùng khí thế kinh khủng theo cán thi phía sau truyền đến Ách, giờ khác này giang giật cảm giác mất thông căn bản nghe không được nửa điểm thanh âm bị khủng bố sóng chấn động chấn động đến linh hồn rung động kém chút ngất đi ầm um, một đạo thanh âm rung trời truyền lại mà ra kinh khủng sóng chấn động truyền ra đi đem phụ cận mấy cái phong vương cấp đẩy lui, cũng đem cán thi cho hung hăng hướng phương nam đập tới. Cái này, rất nhiều ngạc nhiên thanh âm vang lên, một là kinh ngạc giang giật rõ ràng muốn khống chế cán thi chuyển hướng, cuối cùng thế mà khám phá đao phong tuyệt kỹ thành danh kính tượng đao mang hai là kinh ngạc tại cán thi phòng ngự, khủng bố như thế một chiêu, cán thi phía sau thế mà. Chỉ là tầng tầng bạo liệt, làn da vỡ ra một đầu cái khe to lớn, nhưng xương cốt không có vỡ một cái. Đây tuyệt đối là lực thần nhất tộc tối cường mấy cái tồn tại luyện hóa mà thành cán thi. Rất nhiều mắt người mắt sáng lên, như thế cán thi chưa từng nghe thấy, khó trách đánh giết phong vương cấp như ngắt chết sâu kiến, khó trách có thể phá vỡ nguyên thủy linh bảo. Liền đao lãnh công kích đều có thể kháng trụ, cỗ này cán thi hẳn là trong lịch sử nhất cường đại cán thi. Đáng tiếc cán thi chủ nhân quá yếu, liền phong vương cấp đều không phải là, giống như giang giật là cường đại phong vương cấp cường giả, cỗ này cán thi kia là cực kỳ tốt khiên thịt cùng khôi lỗi, phụ trợ tác chiến hung tàn đến cực điểm. Nơi xa bay vụt mà đến đao lãnh đôi mắt có chút tỏa sáng, đạt được cỗ này cán thi, chiến lực của hắn ít nhất có thể tăng lên ba thành. Trong mắt hắn giang giật đã là trên sợi dây châu chấu, làm sao đều chạy không được. Còn dám hành hung, sau một khắc hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì cán thi bị hắn một bổ hung hăng ném ra mấy ngàn trượng, phía trước vừa vặn có mấy cái phong vương cấp vò tới. Giang giật đột nhiên đánh ra hỏa diễm, có ba cái phong vương cấp bị đốt bị thương, Giang giật khống chế cán thi lại bắt đầu công kích. a à, một người bị cán thi cự chảo ra sức vồ một cái, ngực trực tiếp bị bắt ra một cái hang lớn, thần hạch cũng bị bóp nát, hét thảm một tiếng. Hai người khác bị cán thi chân lớn hung hăng quét qua, một người đầu bạo liệt, một người trọng thương đập bay, trong chớp mắt không ngờ chết đi hai cái phong vương cấp. Phong vương cấp chiến tử kia là chuyện thường xảy ra, hàng năm thượng giới sẽ chết đi không ít phong vương cấp. Nhưng này ta phong vương cấp đại đa số là cùng minh tộc chiến đấu, anh dũng hy sinh, chết tại giang giật trong tay đao lãnh đau lòng. Hưu, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, hướng giang giật nhanh chóng hướng về đi, tốc độ của hắn sau cán thi phải nhanh hơn gấp đôi, hắn một bên chạy vội một bên trầm hống, toàn bộ thối lui. Ông, sau lưng của hắn một cái màu xanh ra trời chiến đao đột nhiên xuất khiếu, đao của hắn không có đặt ở trong không gian giới chỉ, mà là vác tại trên lưng, trên lưng còn có một thanh khổng lồ vỏ đao. Đao gia nhân vật số 3, thân hình cao lớn, so với người bình thường muốn khôi ngô một chút, mặc một bộ màu xanh ra trời chiến giáp, bề ngoài tuấn giật, nhìn trung niên bộ dáng, ngược lại là có một phen đặc biệt khiếp người khí độ. Hưu, xa xa mấy cái phong vương cấp cường giả lập tức hoảng sợ hướng hai bên thối lui, bọn họ cũng đều biết đao lãnh muốn phóng thích tuyệt chiêu, tuyệt chiêu này vừa ra phụ cận người sợ là đều muốn gặp nạn, giang giật tuyệt đối phải bị đánh chết tươi. Các loại chờ, vào thời khắc này, giang giật đột nhiên khống chế cán thi rừng ở giữa không trung, mà lại cán thi thân thể nhất chuyển, Giang giật mặt hướng đao lãnh, hắn quát lớn, đao lãnh đúng không các loại chờ ta có chuyện muốn nói. Đao lãnh công kích mạnh mẽ nén trở về, thân thể của hắn dừng lại ở phía xa, làm đao gia nhân vật số 3, hắn khí độ quả nhiên bất phàm, cũng không có thừa cơ đánh lén, mà là nhàn nhạt nói ra, giang giật, người có cái gì di ngôn mau nói đi, miễn cho ngoại nhân nói bản đế không đủ phúc hậu. Nhất định phải như thế sao? Giang giật mặt không thay đổi nói ra, không phải đao phong muốn giết ta, ta chắc chắn sẽ không động thủ giết người ta người này xưa nay không gây chuyện, nhưng không sợ phiền phức, lần này giống như các ngươi không giết chết được ta, ta thể huyết tẩy các ngươi đao ra. Các ngươi thả ta hồi trở lại địa giới, ta thiếu các ngươi đao ra một cái nhân tình, như thế nào? Ha 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 ha, đao lãnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bốn phía võ giả trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, giang giật cho là hắn là ai hắn người tình giá chỉ cái dám tiền, đừng nói giang giật sợ là lục ưng vương hôm nay ở đây, đao lãnh đều sẽ trực tiếp cho hắn một đao đi. Thật có lỗi, Ngươi giết phong nhi sở dĩ ngươi nhất định phải chết đao lãnh trong tay màu xanh ra trời chiến đao phát sáng lên trên thân sát khí rút nhanh chóng mà ra nhưng sau một khắc sắc mặt hắn lần nữa đại biến giận tím mặt gầm hét lên giang giật ngươi dám giang giật dưới thân cắn thì đột một biến mất trong tay xuất hiện một cái hình lục giác ngọc phù đột nhiên bóp nát hắn thân thể biến mất giữa không trung để lại một câu nói đao lãnh đây là ngươi bước ta ta cái này đi huyết tẩy các ngươi đao ra, cho dù chết cũng muốn kéo lên các ngươi đao ra mấy vạn người cùng chết. Giang giật bóp nát đao phong thần độn phù, truyền tống đi thiên giới. chương 1653, Thanh Dương Phong. Vận dụng thần độn phù, kia là không có cách nào bên trong biện pháp, nếu có thể ở trong biển hỗn độn ẩn núp, Giang giật tình nguyện tại cái này ẩn núp mấy chục năm, cũng không muốn đi thiên giới. Hạ giới đi thượng giới khó khăn, thượng giới hồi trở lại hạ giới càng khó khăn thiên giới không chỉ có là nhân tộc cùng minh tộc chiến trường, càng là thiên giới hào môn địa bàn, giang giật như đi thiên giới, không nói có thể hay không sống sót, muốn truyền trả lại khẳng định là người si nói mộng. Nhưng hắn có biện pháp nào? Nếu ngươi không đi liền bị đao lãnh một đao đánh chết, đi thiên giới mà kệ có thể hay không sống, chỉ ít còn có một chút hy vọng sống. Chính như hắn nói, trước khi chết kéo lên đao ra một chút tộc nhân đệm lưng luôn luôn tốt. Giang giật một truyền tống đi, đao lãnh lại luống cuống, bởi vì hắn không có thần độn phù, muốn truyền tống về thiên giới ít nhất phải mười mấy cái canh giờ, coi như vận dụng đưa tin mật trận đưa tin đi đao ra, cũng muốn một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ để gian giật đại khai sát giới. Đao lãnh cũng không phải là không có tư cách tùy thân đeo thần độn phù, đao ra nhân vật số 3, quyền thế trong tay phi thường lớn. Nhưng đao lãnh chiến lực như thế mạnh, người có thể giết được hắn có thể giết hắn người nên có bao nhiêu cường đại một khi hắn tao ngộ có thể đánh giết hắn cường giả, thần độn phù còn hữu dụng sao đoán chừng vừa mới bóp nát thần độn phù, liền sẽ bị đánh chết rồi. Thần độn phù rất chân quý, luyện chế dị thường khó khăn, thường thường đại gia tộc công tử tiểu thư cũng không thể trong tay mỗi người có một cái, chỉ có cấp cao nhất mấy người mới có. Công tử tiểu thư dù sao đang trưởng thành bên trong, còn trẻ, dễ dàng phạm sai lầm, cho bọn hắn một cái thần độn phù thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đao lãnh loại này cấp bậc cường giả khẳng định không cần thiết phối trí, đao ra cái đám kia phong vương cấp càng không có tư cách này. Mở ra truyền tống trận, đao lãnh trước tiên sông vào đi thiên giới truyền tống trận, đồng thời đối an gia tộc giống giải nói, an thiên hành, người nhanh đưa tin, để nhà ngươi người mở ra đưa tin mật trận, đem giang giật đi thanh dương phong sự tình thông chi gia tộc. Hiu hiu hiu, mấy cái lão giả nhanh chóng đánh ra lưu quang mở ra truyền tống trận, đao ra mấy cái tối cường trưởng lão vội vàng đuổi theo, an thiên hành thì lập tức đưa tin trở về, để gia tộc mở ra đưa tin mật trận. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đều tới, cái kia minh vương phân thân đã sớm hủy diệt, sở hữu minh tộc đều bị chân áp. Sở dĩ lần này tới rất nhiều người tiềm phục tại phụ cận, liền chờ Giang giật vào cuộc. Lại không nghĩ rằng Giang giật vào cuộc, cuối cùng không chỉ có không có đánh giết hắn, ngược lại bị hắn bỏ chạy thiên giới, tự liền hắn hai người đồng bạn đều truyền tống về địa giới. Kỳ thanh trần cùng độc linh không ai đi quản, lại không người lại bởi vì hai cái người không liên quan đi địa giới đại náo. Người đều là Giang giật giết, oan có đầu nợ có chủ, xem ra giang giật đi thiên giới sẽ còn náo ra càng lớn sự tình. Thanh Dương Phong không phải Thanh Đế Phong sao, một chút cường giả nhao nhao lướt nhau, hai mặt nhìn nhau. Khó trách đao lãnh khẩn trương như vậy, xem ra thần độn phù cũng không phải là truyền tống đi đao ra xào huyệt Thanh Đế Phong, nói một cách khác đao nộ khẳng định không tại Thanh Dương Phong, Thanh Dương trên đỉnh đao gia tộc người đoán chừng ngăn không được giang giật. Thiên Hồng Giới Thanh đế phong phía đông người vạn lý có một tòa không lớn không nhỏ sơn phong, đây chính là Thanh Dương Phong. Loại này sơn phong thanh đế phong bên cạnh có mấy trăm tòa, đều bị đao ra khống chế. Đao nô lấy mấy trăm nàng dâu, sinh hạ hơn ngàn con cái, ra đời mấy ngàn cái chi mạch, còn có phụ thuộc đao ra vô số gia tộc, đều tại thanh đế phong phụ cận sơn phong định cư. Thần độn phù truyền tống đi địa phương, hoàn toàn chính xác không phải thanh đế phong mà là thanh dương phong, đao ra một đầu chi mạch nơi ở. Ông, Giang giật vượng vượng hồ hồ, cũng không biết truyền tống bao lâu, tại hắn khi mở mắt ra, hắn phát một cái lớn vô cùng trên tế đài bốn phía đều là người phong vương cấp cường giả tựu có một cái tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn qua hắn ngươi là ai cái kia phong vương cấp lão giả trong tay xách theo một cái chiến đao đằng đằng sát khí khóa chặt giang giật nếu không phải giang giật cảnh giới chỉ có diệt ma chiến thần đoán chừng hắn đã sớm động thủ đem giang giật đả thương nặng cái tế đàn này chỉ có có được đao gia thần độn phù người mới có thể truyền tống tới Đao gia công tử tiểu thư cái này phong vương cấp làm sao lại không biết sở dĩ phụ cận bảo vệ người đều như lâm đại địch, một khi giang giật có bất kỳ không đúng, bọn hắn sẽ động thủ chém giết. Tình huống không rõ, giang giật không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lại cái tế đàn này là tại trong một cái đại điện, vạn nhất đại điện cấm chế mở ra, hắn muốn bị vây chết ở bên trong A. Đầu óc hắn nhất chuyển, rất nhanh có chủ ý, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, kinh sợ không người nói, tại hạ là an ra người, phụng lãnh ra chi mệnh đến truyền một cái trọng yếu tin tức an ra người lãnh ra. Phong vương cấp lão giả sắc mặt có chút hòa hoãn thoáng cái, an ra một mực duy đao ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, xem như người một nhà, lãnh ra kia càng là đao ra nhân vật số 3. Bất quá lão giả này vẫn không có buông lỏng cảnh giác, lạnh giọng hỏi, người ở đâu ra thần độn phù còn có cái gì trọng yếu tin tức? Thần độn phù A, à, Giang giật nháy nháy mắt, trả lời cái này thần độn phù là phong thiếu, phong thiếu không cẩn thận văng ra ngoài, bị nhà ta người kiểm. Lần này lãnh ra muốn truyền trọng yếu hơn, sở dĩ tộc trưởng để cho ta tự mình truyền tống tới, còn như tin tức. Việc này tộc trưởng bàn giao, nhất định phải nhìn thấy đao gia trưởng lão mới có thể nói, ngài là trưởng lão sao. Nha, cái này phong vương cấp lão giả miến cưỡng tiếp nhận giang giật lời giải thích này, bởi vì lúc trước công dương tiểu thư đưa tin tới, cũng là nói đao phong một khắc cuối cùng đem thần độn phù cho quăng bay đi. Hiện bị an gia người nhặt được cái này cũng bình thường, đao phong đi tìm bảo an gia phái người bảo hộ cái này nói còn nghe được. Ta không phải trưởng lão, người đi theo ta, ta dẫn người đi thanh đế phong. Phong vương cấp lão giả mang theo giang giật đi ra phía ngoài, thần trí của hắn thời khắc khóa chặt giang giật, một khi giang giật có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ xuất thủ. Diệt ma chiến thần cảnh giới, giúp giang giật ân tình lớn, tại phong vương cấp lão giả trong lòng muốn bóp chết giang giật cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau, tự nhiên là buông lỏng cảnh giác, cho rằng giang giật liền xem như gian tế, cũng lật không nổi tốn. Rất tốt, tại thiên giới giang giật thần thức có thể dùng, Bất quá nơi này không gian so địa giới vững chắc nhiều, hắn thần thức nhô ra khoảng cách nghiêm trọng bị hạn chế, hắn không dám loạn dò xét, chỉ là tinh tế cảm ứng tình huống chung quanh. Tê, tê rất nhanh hắn hít một hơi lãnh khí, trước mặt lão giả quay đầu lại, lãnh mâu quét qua nói, thế nào? Không, không có gì. Giang giật vội vàng giải thích nói, thiên giới thiên địa linh khí thật là nồng nặc A, à, so với chúng ta nơi đó nồng đậm thật nhiều lần. Ha ha, phong vương cấp lão giả cười một tiếng đằng sau đi theo mấy cái phong hào thần đế trên mặt lộ ra đùa cờ thần sắc, xem giang giật cùng xem đồ nhà quê, có một người còn nhếch miệng lẩm bẩm nói, hỗn độn hải có thể cùng thiên giới so hư. Nơi này thiên địa linh khí so địa giới ít nhất mạnh vạn lần, nói một cách khác tại thiên giới bất kỳ địa phương nào, đều có thể so địa giới vạn lần tu luyện mật thất. Giống như tại cái này kiến tạo mấy cái vạn lần, 10 vạn lần tu luyện mật thất, vậy tu luyện tốc độ không nhanh đến dọa người A. Đi ra đại điện, bên ngoài là một cái quảng trường trống trải, Giang giật liếc mấy cái nội tâm đại định. Hắn thần thức lặng yên tại bốn phía quét một lần, phát hiện đây là một ngọn núi chi đỉnh, đỉnh núi chỉ có hơn 10 vạn người, ngoại trừ trước mặt phong vương cấp chỉ có hai cái phong vương cấp, hắn con người trong nháy mắt sáng rõ. Giang giật quét một lần về sau, thần thức cũng không tiếp tục áp chế, tứ không kiêng sợ tại đỉnh núi quét một lần lại một lần, phía trước phong vương cấp cường giả cảm ứng được, đôi mắt lạnh lẽo khiển trách, làm càn, các ngươi an ra không có quy củ như vậy. Cùng một thời gian, Giang giật thần thức kinh động đến đỉnh núi mặt khác hai cái phong vương cấp, hai người kia thần thức quét tới, một người quát lạnh nói, người này là ai thật lớn mật. Ha ha ha, Giang giật thần thức quét mấy lần về sau, ngửa mặt lên trời cười ha hả trên thân sát khí tuôn ra, trong tay giới chỉ sáng lên cán thi xuất hiện phía sau hắn, thiên phong giáp hiển hiện, hắn đột nhiên đối phía trước phong vương cấp lão giả vỗ tới, thả ra thiên huyễn thủ. Tiếng cười lớn của hắn vang vọng hẻm núi, ta lá gan hoàn toàn chính xác rất lớn, nếu không cũng không dám đến thiên giới, chết. chương 1654, Sư Long Quân Giang giật bắt đầu coi là thần độn phù hội trực tiếp truyền tống đi đao ra đại bản doanh, đao ra không phải có ba cái ngụy đế cấp cường giả sao trong đại bản doanh không nói còn lại hai cái đều tại, ít nhất có một cái A. À. Hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng thế mà truyền tống đến như vậy một tòa núi nhỏ, người còn ít như vậy phong vương cấp cường giả tựu ba cái, hắn như thế nào lại khách khí. Ai cũng không muốn chết, có cơ hội trốn làm sao có thể không trốn. Kỳ thật giang giật không hiểu, coi như bất luận cái gì một nhà cũng sẽ không đem truyền tống địa điểm đặt ở đại bản doanh, vạn nhất thần độn phù bị một cái minh vương đạt được, minh vương trực tiếp truyền tống đi đại bản doanh, vậy bọn hắn con em của gia tộc nhưng là muốn chết hết. Vù vù, giang giật vừa động thủ tựa như một viên thạch đầu ném vào an tĩnh trong rừng, hù dọa vô số chim bay, đao gia chi này mạch cường giả toàn bộ nổ bắn ra mà ra đang đằng sát khí, kia hai tên phong vương cấp lão giả cuồng bạo bay vụt ra. Bất quá, những người này vừa mới bay lên, sắc mặt lập tức đại biến, giang giật vỗ ra lục sắc hỏa diễm, cái này hỏa diễm nhiệt độ quá cao, thoáng cái tập quét sạch nửa tòa sơn phong, giang giật sau lưng mấy cái phong hào thần đế trên thân bị đốt bị thương, đều không thể chạy trốn, chỉ có thể đau đến đang lăn lộn, chu lên. Thật can đảm, phía trước phong vương cấp tại giang giật xuất thủ về sau, giận tín mặt, một cái nho nhỏ thần đế lại dám hướng hắn động thủ sau một khắc hắn lão nhãn đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy đầy trời trưởng ấn, cảm nhận được kia kinh khủng hỏa diễm, trong cơ thể hắn thiên lực kịch liệt nhiễu loạn, thân thể làn da giấy lên hừng lực liệt hỏa, tại hắn còn chưa kịp kịp phản ứng, một cái hiện ra hào quang màu xanh thấm cự thủ như thiểm điện chộp tới, một tay lấy hắn thân thể cào thành huyết vụ. Lão bát, một tên tóc đều đi đến không có mấy cây lão hói đầu người buồn gào một tiếng, nổi giận hướng giang giật vào tới, một cái khác trung niên nhân cũng giống giận, bát thúc. a à, trên đỉnh núi khắp nơi vang lên từng mảnh từng mảnh đau nhức gào giống âm thanh, núi này đỉnh bên trên thế nhưng là có không ít thần vương thần đế, những người kia làm sao có thể từng chịu được nhiệt độ cao như thế, từng mảnh từng mảnh bị đốt bị thương, rất nhiều thần vương đều bị đốt sống chết tươi. Giang giật sau lưng bốn năm người càng là toàn thân bốc lên khói đen, không sai biệt lắm đã quen. Ngay tại truyền tống trước khi đến, ta và ngươi ra đao lãnh nói, ta không muốn cùng các ngươi đao ra là địch, đây hết thảy đều là các ngươi đao ra tự tìm. Đừng trách Giang mỗ tâm ngoan, Giang giật quát lạnh tiếng vang lên, cắn thì đùi quét qua, sau lưng bốn năm cái phong hào thần đế bị nhẹ nhõm thẻ thành huyết vụ, sau đó hắn không chế cắn thi hướng phía trước cuồng bay mà đi, vẫn nộ quát không muốn chết liền lăn khai, nếu không giết chết bất luận tội. Bốn phía bay lên ít nhất có hơn vạn võ giả, kia hai cái phong vương cấp giờ phút này hướng hắn cuồng bạo vào tới, Giang giật ngạo nghễ không sợ đối sông mà đi. Theo tốc độ của hai người này xem, hai người này thực lực không tính rất mạnh, hai người nếu dám chặn đường, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cái đầu kia phát đi đến không sai biệt lắm lão giả, tựa hồ đã điên rồi, thân thể nổ bắn ra mà đến trong tay xuất hiện một cái chiến đao, đối giang giật vào đầu chụp xuống, căn bản không quản giang giật sau lưng cán thi. Hừ, giang giật thân tử không động, ngạnh kháng một đao kia, cán thi lợi chảo hung hăng chụp tới, thoáng cái đem lão giả này đầu cho vồ nát. Lão giả này rõ ràng tại đao ra địa vị không cao, trên người binh khí đều là cực phẩm thần khí giang giật lại thế nào e ngại Phúc, mặc dù như thế hắn vẫn là bị chấn thương bất quá điểm ấy thương thế không coi là chuyện lớn thần thụ diệp thoáng cái liền có thể khôi phục hắn nhìn thấy phía trước từng mảnh từng mảnh đen nghịt thân ảnh bay tới không dám tiếp tục trì hoãn thời gian trong tay lục sắc hỏa diễm đối phía trước cuồng bạo phái ra a à, còn lại tên kia phong vương cấp kinh hoàng lui nhanh những người khác tụ không có vận khí tốt như vậy phía trước mấy chục người toàn bộ giấy lên lừng liệt hỏa phía sau mấy trăm người đều bị đốt bị thương lăn xuống giữa không trung. Nơi xa tòa thành bên trong còn có một số cất dấu võ giả, đồng dạng bị nhiệt độ cao đốt bị thương, vài chục tòa tòa thành ầm vang sụp đổ, bốn phía một mảnh hỗn độn. Đi, mặc dù nơi này không phải đao ra đại bản doanh, nhưng đoán chừng rời đi đại bản doanh sẽ không quá xa, Giang giật biết được lập tức thoát đi, lại tiềm ẩn rời đi tìm địa phương ẩn núp, nếu không đao ra đại quân sẽ đến. Hưu, cán thi cuồng bạo hướng phía trước mới bay đi, nhẹ nhõm bay ra đỉnh núi hướng nơi xa chạy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa thế mà tới một đội đại quân, liếc nhìn lại ít nhất có 10 vạn, cái này 10 vạn người trên thân đều cưỡi lấy một cái dị thú, dị thú dáng người cũng không cao lớn, chỉ có dài hơn một trượng, bất quá toàn thân đều là lớp phải màu xanh lam nhìn mặc màu lam chiến giáp, ảnh chân dung sư, thân thể như rồng, trong đôi mắt lam quang không ngừng lấp lánh, rất là khiếp người. Cửu trưởng lão, nhanh ngăn lại kẻ này, phụ thân ta cùng bát thuốc đều bị hắn giết. Đỉnh núi còn sót lại tên kia phong vương cấp nhìn thấy nơi xa bay tới 10 vạn người, kích động đến chu lớn, bay vụt mà đến nghiêm nghị đại hống không ngừng. Cái này 10 vạn người là đao gia sư long quân, bình thường liền tại phụ cận phương viên trăm vạn lý tuần tra, đoán chừng vừa lúc ở phụ cận, nghe được động tĩnh chạy tới. năm cái phong vương cấp A, kia cái trưởng lão khí tức rất cường đại A, giang giật đôi mắt lãnh quang lấp lánh, nội tâm âm thầm gấp, như cái này bị đại quân cản lại, đoán chừng đao gia ngụy đế cấp cường giả sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó hắn khó thoát khỏi cái chết. Xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có ăn thua đủ, xông ra 10 vạn đại quân vây quanh, đồng thời đem kia 5 cái phong vương cấp diệt sát ít nhất hai người, để những người còn lại sinh ra lòng kiêng kỵ, dạng này hắn mới có thể phá vây ra ngoài, tìm cơ hội tiềm ẩn. Thiên phong giáp cán thi, sư long quân thủ lĩnh là một người dáng dấp xấu xí trung niên tráng hán, hắn nhìn thấy giang giật mặc thiên phong giáp, cùng bắt hắn lại cán thi, nội tâm đã có mấy phần xác định giang giật thân phận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, người tới, đưa tin cấp gia chủ, những người còn lại công kích. Hưu, cửu trưởng lão ra lệnh một tiếng, 10 vạn người tề động, 10 vạn đạo lưu quang gào thét bay vụt, đem nửa bên thiên đều cho chiếu sáng. Khí tức kinh khủng nhào sơn đảo hải mà đến, một khắc này giang giật cũng cảm giác chính mình giống như ngồi tại trên thuyền nhỏ, phía trước phát sinh hải khiếu. Kháng, như thế thời khắc, giang giật làm sao còn có thể tránh né. Cái này 10 vạn đạo lưu quang như thế thanh thế hùng vĩ, đoán chừng phụ cận cường giả đều sẽ bị hấp dẫn tới, nếu như hắn không thể ngạnh kháng phá vòng vây lời nói, đem rốt cuộc không có có cơ hội đào tẩu. Cán thi, đứng vững, hắn khống chế cán thi thân thể xoay tròn, dùng phía sau lưng chặn kia gào thét mà đến 10 vạn lưu quang, đồng thời cán thi thân thể hóa thành một cái đường cong, hướng xuống mới bay đi. Dầm dầm rầm 10 vạn lưu quang đều là khóa chặt cán thi công kích, khoảng cách song phương không xa, coi như cán thi tốc độ lại nhanh cũng vô pháp toàn bộ né tránh, ít nhất có hơn ngàn đạo lưu quang liên tục không ngừng đập vào cán thi trên lưng. dầm dầm dầm, cán thi phòng ngự hoàn toàn chính xác hung tàn đến cực điểm, đao lãnh công kích đều chỉ có thể xé rách ra thịt, không cách nào đoạn kỳ cốt đầu. đám người này công kích làm sao có thể phá hủy? bất quá cán thi phía sau lưng bị tạc đến một mảnh vết thương, làn da không có một khối tốt. phía trước bị cán thi ôm vào trong ngực giang giật bị khủng bố khí kình chấn động đến không ngừng thổ huyết, thổ thương nặng hơn cán thi từ phía dưới lượn quanh một cái đường cong cuồng bạo mà lên, thoáng cái tự phóng đi trong đại quân, đại quân đồng phục thần đế, phong hào thần đế không phải số ít. Bất quá bọn hắn tốc độ phản ứng căn bản theo không kịp cán thi tốc độ di chuyển, rất nhiều người phóng thích công kích lại đều thất bại, số ít đánh chúng cán thi cùng giang giật, lại không cách nào ngăn trở cán thi nổ bắn ra tiến lên thân ảnh. Giết, cũng như mãnh hổ vọt vào bầy cừu bên trong, giang giật bạo hống, có thiên phong giáp đám này thần đế phong hào thần đế công kích căn bản giết không chết hắn hắn tứ không kiêng sợ xuất thủ, mặc kệ hôm nay sống hay chết, hắn hạ quyết tâm để đao ra mấy vạn người cho hắn đềm lưng. chương 1655, sinh mệnh pháp tắc. Phanh 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 phanh, phanh cán thi một cái lợi trảo cùng hai đầu chân lớn như ba thanh vô kiên bất tổ chiến đao, mỗi lần tùy ý vung lên đều có thể mang đi mấy đầu sinh mệnh, những cái kia thần đế cùng bùn làm chỗ, nhẹ nhóm bị vồ chết đập chết, cán thi giống như thật mãnh hổ, thế không thể đỡ, vù vù mặc dù như thế sư long quân vẫn là liên tục không ngừng vò tới đây là đao ra một cái phi thường cường đại quân đội chủ soái ra lệnh coi như liều đến còn lại một người bọn hắn cũng sẽ không lùi bước lan đi giang giật cũng không muốn bị những người này cuốn lấy trong tay hỏa diễm cuồng bạo mà ra đột nhiên hướng phía trước liên tục đánh ra mấy trường hắn dung hợp hỏa diễm đã dùng gần hết rồi hoang hỏa chỉ có nhiều như vậy không phải không vô cùng vô tận nhưng như thế thời khắc giữ lại có làm được cái gì người đã chết không còn có cái gì nữa. Dung hợp hỏa diễm phi thường bá đạo, dù thiên vương mặc nguyên thủy linh bảo đều bị đốt sống chết tươi, huống chi phổ thông quân sĩ giang giật đánh ra hỏa diễm bốn phương tám hướng lập tức từng mảnh từng mảnh người trên không trung lăn lộn chu lên, rất nhiều trên thân người giấy lên hừng lực liệt hỏa, vô cùng thê thảm. Hưu, cán thi như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén hướng phía trước phóng đi, mạnh mẽ đâm tới, nhẹ nhõm đột phá đại quân vây quanh. Bất quá tả hữu hai phe hai thân ảnh phóng tới, hai tên chỗ sâu màu xanh ra trời chiến giáp phong vương cấp ngăn cản đường đi, một người quát lớn còn muốn trốn. Không muốn chạy trốn, muốn giết ngươi, cán thi đột nhiên chuyển hướng hướng nói chuyện phong vương cấp phóng đi, thiên huyễn thủ phóng thích, khắp thiên đều là bàn tay người kia thoáng cái hoảng sợ đứng ở nguyên địa, trong tay xuất hiện một cái màu xanh ra trời tị hỏa châu, đồng thời một cây trường thương vung lên đầy trời thương ảnh, phòng ngừa giang giật tới gần. Giang giác, tị hỏa châu bạo liệt, thanh trường thương kia hung hăng đâm vào cán thi ngực, nhưng cắn thi thân thể uốn éo, lực lượng cường đại đem phong vương cấp võ giả miệng hổ dung ra huyết, trường thương tuột tay, cắn thì một chảo nắm tới, người kia ngược lại là phản ứng rất nhanh, trong tay xuất hiện lần nữa một cái binh chiến đao đối lợi chảo đâm tới. Không sai, là đâm, không phải chặt, hắn kinh nghiệm chiến đấu mạnh phi thường, nếu như là chặt tuyệt đối sẽ bắn ngược ra đi, hắn trung môn mở rộng sẽ bị nhẹ nhóm vô chết. Giang giác, hắn rất nhanh phát hiện chính mình quyết định là cơ chí, chiến đao thoáng cái tiểu bị xoắn nát. Cũng may thân thể của hắn mượn lực lui lại, Dành được một tia thời gian. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn làm ra một cái cử động kinh người thân thể của hắn đột nhiên chia năm xẻ bảy biến thành mười mấy khối tứ chi hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Đây là thần thông gì? Giang giật thấy trợn mắt líu lưỡi, bởi vì kia mười mấy khối cốt nhục bắn ra mà khai về sau, nhanh chóng hướng xuống mới bay đi, lại lần nữa ngưng kết thành một cái người sống sờ sờ. Bất quá người này sắc mặt trắng bệch rất nhiều, thân thể khí tức trở nên vô cùng suy yếu, hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy người này chẳng lẽ là tu luyện sinh mệnh pháp tắc giang giật không nghĩ ra hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều lại không dám đuổi theo giết khống chế cắn thi hướng phía trước tiếp tục bay đi vừa mới bay ngàn trượt bên trái chuyển đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió hắn thần thức quét tới âm thầm kêu khổ sư long quân thủ lĩnh đao ra cửu trưởng lão xuất thủ công kích của hắn phương thức rất quỷ dị trong tay hắn không có chiến đao mà là lấy ra một cái quyền trưởng kia quyền trượng đột nhiên hướng phía trước vung lên, vô số dây leo từ quyền trượng bên trong bắn ra, nhìn một cái ít nhất có mấy trăm vạn cái, đem phương viên mấy trăm dặm không gian đều cho che đậy. Dây leo, mạnh như thế người tuyệt đối sẽ không thả ra phổ thông dây leo, cái này cửu trưởng lão dụng ý hết sức rõ ràng, cái kia chính là vây khốn hắn, chờ nhà hắn cường giả đến. Dây leo tốc độ quá nhanh, khắp thiên đều là, cán thi căn bản là không có cách tránh né, giang giật chỉ có thể khống chế cán thi hướng phương hướng ngược nhau bôn tẩu, đồng thời đột nhiên hướng về sau mặt ném ra hỏa diễm. Quả nhiên, bá đạo như vậy hỏa diễm, những cái kia dây leo lại cũng không có từng mảnh từng mảnh bị phá hủy, chỉ là phía trước một đoạn nhỏ bốc lên khói xanh, phía sau tiếp tục phóng tới, mà lại tốc độ so cán thi còn nhanh hơn mấy phần. Uống hay, giang giật không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng ném ra hỏa diễm, không dám để cho dây leo tới gần. Nếu không một khi bị cuốn lấy, có lẽ cán thi có thể xé rách, nhưng tuyệt đối sẽ bị liên tục không ngừng phóng tới dây leo vây khốn hắn đem lại không có cơ hội đào tẩu. Ngoá, cái này dây leo dài bao nhiêu a? À? Phi bôn ngàn dặm, đằng sau dây leo còn đi theo đuổi theo, giang giật giò xét thoáng cái thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hỏa diễm, phát hiện chỉ có một đoàn nhỏ, đoán chừng tiếp tục công kích mấy lần tự triệt để không có. Hỏa linh châu bên trong hoang hỏa đã bị giang giật luyện hóa hơn phân nửa, sót lại một chút bị tiểu thú ăn, không có hoang hỏa hắn làm mất đi một loại cường đại thủ đoạn công kích, thiên huyễn thủ triệt để biến thành gân gà. Nhanh, nhanh, hắn huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, cán thi một đường bay đến, huyền hoàng chi lực cũng tiêu xài hơn phân nửa, cái này liên tục chiến đấu mấy trận, cán thi tiêu hao tốc độ quá nhanh, giống như huyền hoàng chi lực không còn, cái này cán thi tự biến thành tử vật. Suốt cục, tại hắn tiếp tục hướng phía trước vọt lên trăm dặm về sau, phía sau dây leo đứng tại giữa không trung Tựa hồ chỉ có thể lan tràn xa như vậy, hay là phía sau cửu trưởng lão đuổi không kịp cán thi tốc độ, không cách nào tiếp tục khống chế dây leo công kích. Hô hô, Giang giật từng ngụm từng ngụm thở, thần thức hướng về sau mặt quét tới, tại ngàn dặm bên ngoài thấy được điên cuồng đuổi theo không thôi cửu trưởng lão, ngoài ra còn có hai cái phong vương cấp dán tại đằng sau. Nhanh, 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 Giang giật gầm nhẹ, hắn nhất định phải thoát khỏi cửu trưởng lão tinh thần khóa chặt, đồng thời còn muốn thoát đi một khoảng cách, dạng này mới dám tiềm ẩn, nếu không phong vương cấp cường giả nhẹ nhóm có thể phát hiện hắn. Cứ như vậy một đường bay đến, cắn thì tốc độ so cửu trưởng lão nhanh lên một điểm, khoảng cách song phương không ngừng kéo xa nhưng cửu trưởng lão thần thức rất khủng bố, thoáng cái lại quét tới, lại vẫn có thể truy tung đến. a à, lại phi hành hơn 2.000 dặm, phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ, ngọn núi nhỏ bên trên có một tòa thành trì, giang giật thần thức dò xét đi qua, rất nhanh có một ý kiến. Hưu, hắn khống chế cán thi lên núi đỉnh phóng đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, bên kia trên tòa thành nhỏ hộ vệ còn không có kịp phản ứng, giang giật đã tiếp cận trên thành rỗng. Ngươi là người phương nào, một tên trên tường thành thống lĩnh phong hào chiến thần cấp cường giả mặt mũi tràn đầy khẩn trương quát khẽ rất nhiều hộ vệ như lâm đại địch chuẩn bị nghênh chiến giang giật hừ lạnh bản công tử là lãnh đế chất tử lăn đi đao lãnh danh tự hù đến một đám người sửng sốt một chút không bao giờ không dám công kích giang giật thần thức tại thành nhỏ quét qua càng thêm vui mừng cái này thành trì quá nhỏ căn bản không có phong vương cấp cường giả chỉ có một ít phong hào chiến thần giang giật khống chế cắn thi hướng trên thành uổng phí bay qua trong tay đột nhiên đánh ra mấy đạo lưu quang hướng phía dưới vài tòa tòa thành đập tới. Hắn đánh ra lưu quang ngược lại là không có quá mạnh, vẻn vẹn đem mấy chục tòa tòa thành cho anh sập, đồng thời trong tay hắn hỏa diễm lé lên một cái rồi biến mất, một cô kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ đi, hắn thanh âm đằng đằng sát khí vang lên, thời gian ba cái hô hấp bên trong rời đi thành trì, nếu không giết chết bất luận tội. Soạt, thành trì mặc dù nhỏ, nhưng cũng có trăm vạn người, giang giật một công kích, còn có kia kinh khủng nhiệt độ cao lập tức đem trong thành trì người hù dọa toàn bộ như kinh cung chi điều bay vụt mà lên bốn phương tám hướng bỏ chạy giang giật không có giết người thu hồi cán thi thân thể xông vào trong thành trì nhanh chóng tiến vào tiềm ẩn trạng thái hắn đi theo chạy trốn người hướng ngoài thành bỏ chạy trên đường đi lặng yên đánh ra mấy chục đạo lưu quang để rất nhiều tòa thành sụp đổ hù dọa càng nhiều người để tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn hắn đi theo chạy trốn người ra khỏi thành hướng nơi xa bỏ chạy Rời đi ngàn dặm về sau, lập tức lấy ra cán thi bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bay đi. hưu Giang giật đào tẩu không bao lâu, phía sau cửu trưởng lão tự nổ bắn ra mà đến, hắn nhìn qua đầy thiên đều là chạy trốn người. Lập tức minh bạch Giang giật dụng ý, Giang giật là muốn mượn cái này trăm vạn người đem nước mơ hồ, thừa dịp loạn đào tẩu. Trường 1656 được không bù mất. Mặc dù minh bạch Giang giật dụng ý, nhưng cửu trưởng lão đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào khắp nơi đều là điên cuồng chạy trốn người, trong thành trì hỗn loạn tương bừng, giang giật tiềm ẩn hắn tìm không thấy người, chỉ có thể thần thức một lần lại một lần tìm kiếm, nhìn xem giang giật phải trang giấu ở trong thành, hoặc là ẩn giấu chạy trốn trong đám người. Hao tốn thời gian một nén nhang, cửu trưởng lão xác định giang giật không có tiềm ẩn ở trong thành, phía sau mấy cái phong vương cấp tới, hắn lập tức để cho người ta tách ra tìm. Đồng thời để cho người ta đưa tin cấp phương toàn vẹn trăm vạn lý sở hữu thành trì, liên hợp tìm kiếm giang giật hành tung. Ông Cửu trưởng lão phi hành mấy ngàn dặm, hắn đưa tin Ngọc Phù phát sáng lên, hắn liếc mấy cái hơi biến sắc mặt, trinh sát đưa tin nói phía tây ngoài vạn dặm một tòa thành trì bị hủy, giang giật đi bên kia. Truy, cửu trưởng lão đằng đằng sát khí về phía tây bên cạnh bay đi, đồng thời không ngừng đưa tin triệu tập phụ cận đại quân, hướng bên kia vây giết mà đi. Nhưng mà chờ bọn hắn chạy tới lúc, phát hiện bên kia càng thêm hỗn loạn, thành trì phụ cận vạn lý đều là người, điều tra độ khó lớn hơn. Dòng dã điều tra hai ba canh giờ, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Đao ra tới rất nhiều cường giả, đao nộ đích thân đến, mà lại đao lãnh đám người đã đến thiên giới, chính hướng thanh đế phong truyền tống mà tới. Đao ra phong vương cấp cường giả xuất động hơn phân nửa, phụ thuộc gia tộc đều điều động, phương viên ngàn vạn dặm đại quân ít nhất đạt đến mấy ngàn vạn, khắp nơi đều là người, bắt đầu thảm thức tìm kiếm. Giang giật chân dung vẽ ra tới, cán thi dáng vẻ vẽ, vẽ ra tới, chỉ cần giang giật dám để cho cán thi mang theo thoát đi, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Để đao nộ cùng đao ra cường giả vô cùng kinh dị là dòng rã tìm tòi mấy canh giờ, thế mà còn không có tìm tới giang giật giang giật tựa như ở nhân gian bốc hơi, biến mất vô tung vô ảnh. Tìm, tiếp tục tìm cho ta, lấy ta thủ lệnh triệu tập trăm vạn thanh đế quân, lục soát phương viên ức vạn lý. Để toàn bộ đỉnh núi mở ra vòng bảo hộ, tất cả mọi người không phải ra vào thành, coi như đào ba thước đất cũng phải đem giang giật tìm cho ta ra. Đao ra gia chủ đao nộ dáng dấp rất bá khí, không giận tự uy, dáng người so đao lãnh còn muốn khôi ngô, đầu vuông tai to, xem xét liền là kiêu hùng bộ dáng. Hắn nổi giận tiếng giống to truyền khắp phương viên vạn lý, để chạy tới đao lãnh còn có một đám đao gia trưởng lão câm như hến. Đao nộ danh tự có cái giận chứ, nhưng hắn gần như rất ít nổi giận, lần này giang giật là triệt để chọc giận hắn. Đao phong bị giết, đao lãnh mang theo mấy trăm người đi hỗn độn hải, kết quả cuối cùng thế mà bị giang giật chạy trốn tới thiên giới, tại đao gia địa bàn đại khai sát giới, chém giết mấy cái phong vương cấp, mấy vạn đại quân. Loại khuất nhục này trước nay chưa từng có, đoán chừng không được bao lâu, toàn bộ đao gia đều sẽ trở thành thiên giới hào môn trò cười. Thanh đế quân, nghe danh tự này, rõ ràng cũng không phải là đao gia quân đội, đây là thanh đế xây dựng đại quân, là thiên giới lục đại chu ma quân một trong. Cái này quân đội tồn tại ý nghĩa không cần nói cũng biết, đây là dùng để đối phó minh giới đại quân. Đội quân này thống soái liền là thanh đế, bất quá bình thường quản sự chính là đao nộ, giờ phút này đao nộ lại để cho điều động trăm vạn thanh đế quân đến tìm kiếm một cái nho nhỏ giang giật. Việc này truyền ra đoán chừng toàn bộ thiên giới đều muốn một mảnh xôn sao, dù sao thanh đế quân mỗi lần vận dụng đều là dùng để đối kháng minh tộc, cũng may đao nộ không có phát rổ, chỉ là triệu tập trăm vạn cũng không tính là quá phận. Trong lúc nhất thời, thiên hồng giới phương nam thanh vực thảo mộc giai binh, đầy khắp núi đồi đều là quân đội, bắt đầu tìm một cái theo địa giới truyền tống đi lên tiểu nhân vật. Phía nam động tĩnh lớn như vậy, lại thế nào có thể giấu giếm được thiên giới cái khác hào môn tin tức rất nhanh truyền khắp thiên giới đại gia tộc bất quá tin tức này bị phong tỏa giới hạn tại đại gia tộc biết rõ đây chính là chuyện mất mặt a à, đại gia tộc cũng không dám truyền bá bằng không bọn hắn trên mặt đồng dạng tối tăm công dương tiểu thư lệnh công tử đám người đều trở về thiên giới nhận được tin tức về sau đám kia các công tử tiểu thư lập tức dẫn đầu gia tộc cường giả truyền thống đi thanh đế phong chuẩn bị bang đao ra cùng một chỗ tìm kiếm giang giật Tại diệt ma cung nội, Giang giật giết các gia tộc hộ vệ, làm cho các nàng vận dụng thần độn phù truyền tống về đến, mất hết mặt mũi. Các nàng mỹ danh hắn viết ngày là tại giúp đao ra, nhưng thật ra là thay mình vãn hồi một chút mặt mũi, Giang giật còn sống một ngày, các nàng một ngày đều trên mặt tối tăm. Việc này không thể tránh khỏi truyền đến bốn vị đại đế trong tai, dù sao đây không phải việc nhỏ. Bất quá bốn vị đại đế đều không có bất kỳ cái gì ý chỉ truyền xuống, tại bốn vị đại đế trong mắt, Giang giật cùng một cái tiểu kiến tộc không có khác nhau, tiểu kiến tộc chết sống các nàng như thế nào lại để ý chỉ cần huyên náo không phải quá phận, các nàng chắc chắn sẽ không phản ứng. Hắn thế mà không chết còn tới thiên giới, thiên hồng giới phía đông lân hậu phong, kha lộng ảnh ngồi tại một cái tiểu trong trang viên, nhìn qua tình báo trong tay trên mặt đều là kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng giang giật ra diệt ma cung hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối trốn không trở về địa giới, không nghĩ tới hắn không chỉ có chưa có trở về địa giới, ngược lại giết tới thiên giới tới chẳng lẽ muốn ra cái thứ hai diệt ma đại đế kha lộng ảnh nhớ tới lần thứ nhất gặp giang giật thời điểm giang giật kém chút bị nàng dây cả người xương cốt đều vỡ vụn cuối cùng thế mà mạnh mẽ đứng lên nàng nhớ tới cặp kia kiệt ngạo bất tuần đôi mắt cùng diệt ma đại đế pho tượng là cỡ nào tương tự a à? kha lộng ảnh sau đó lắc đầu khẽ thở dài đáng tiếc cảnh giới thật quá thấp giống như có thể đạt tới phong vương cấp còn có một chút cơ hội sống sót đao nộ đều điều động thanh đế quân hắn còn có thể đào tẩu Giang giật tựa như là diệt ma các. Kha lộng ảnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ý nghĩ trong lòng lại biến đổi, thì thao, diệt ma các gần nhất ngàn năm khó được ra một nhân tài, giống như lần này diệt ma tổng các xuất thủ nghĩ cách cứu viện, ngược lại là có một tia sống tới hy vọng. Cũng không biết diệt ma các hạng khôi phải chăng, có cái này quyết đoán đắc tội đao ra, thiên hồng giới vùng đông nam, diệt ma phong, đây là diệt ma các tổng bộ chỗ, diệt ma phong phi thường cao lớn, không thể so với thanh đế phong tranh lệch, diệt ma đỉnh núi bộ lơ lửng một tòa cự thành. Đây là năm đó diệt ma đại đế tự mình kiến tạo, cái này thành trì so địa sát thành phải lớn hơn trăm lần, bên trong ở lại người đạt đến mấy trăm triệu, cả tòa thành chỉ có thể nói quỷ phủ thần công, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Trong thành có một cái quảng trường, quảng trường này có đãng ma cốc lớn như vậy, trong sân rộng ở giữa đứng sừng sững lấy một tòa thành lâu đài, đây là diệt ma lâu đài, năm đó diệt ma đại đế ở lại địa phương, đằng sau trở thành lịch đại diệt ma các tổng các chủ chỗ cư trú. Báo, diệt ma lâu đài bên trong trong chính sảnh, một cái phong hào chiến thần nhanh chóng hướng về vào, một gối quỷ xuống quát khẽ nói, các chủ, địa giới Diệp Thánh hiện lên đến mật báo, đây là giang giật tư liệu. Trong chính sảnh ngồi 11 người, hai bên trái phải các 5 người, 10 người này lại đều là ngụy đế cấp. Chính sảnh phía trên một cái trung niên tóc nâu nam tử, lòng bàng hổ cứ ngồi, người này liền là diệt ma các thế hệ này tổng các chủ, hạng khôi. Trình lên, hạng khôi mắt hổ quét qua, bên trong ẩn ẩn có kiếm mang hiện lên, truyền báo phong hào chiến thần thân thể nhảy lên, lên chính sảnh trên đài cao, tiếp tục quỳ một gối xuống lấy đem mật tín đưa cho hạng khôi. Hạng khôi mở ra Diệp Thánh truyền đến tư liệu nhìn mấy lần, gật đầu nói cái này giang giật ngược lại là một nhân tài, phi thăng chưa tới nửa năm, có thể náo ra như thế sóng gió lớn mà lại trung thành tuyệt đối, thể sống chết hiệu chung chúng ta diệt ma các A, à, chư vị các người cảm thấy muốn hay không bảo vệ một bảo vệ tiểu tử này. Ngồi phía dưới 10 cái ngụy đế cấp liếc nhau, một người trần chờ một trận, vẫn là chắp tay nói ra tổng các chủ, nhân tài là nhân tài, nhưng việc này nếu là xuất thủ không chỉ có đắc tội đao nô, thanh đế sợ là cũng sẽ bất mãn a à phải chăng? Có chút được không bù mất, chương 1657, không buông bỏ bất cứ một người đệ tử nào. Đúng vậy a à, một tên khác diệt ma các trưởng lão đứng dậy nói ra, đao nộ đã điều tập thanh đế quân, thanh đế không có nửa điểm biểu thị, khẳng định là chấp nhận đao ra truy sát giang giật sự tình. Nếu chúng ta xuất thủ bảo vệ giang giật, đây không phải rõ ràng cùng thanh đế khiêu chiến sao vì chỉ là một người trẻ tuổi, dẫn tới nhân tộc liên minh không đoàn kết, việc này tổng các chủ còn muốn nghĩ lại a à. Nhân tài a à, để tam cái trưởng lão đứng lên, hắn khe khẽ thở dài nói, phi thăng nửa năm, có thể diệt sát phong vương cấp, chém giết đao phong, theo mấy trăm phong vương cấp cùng hỗn độn hải 500 vạn trong đại quân chạy trốn tới thiên giới, cái này giang giật ngược lại là thay chúng ta diệt ma các tăng thể diệt. Bất quá bọn hắn cũng không nói sai, giang giật việc này huyên náo quá lớn, đao ra căn bản là không có cách xuống đài, thanh đế trên mặt cũng tối tăm, Sở dĩ ta cho rằng, bảo vệ là không thể bảo vệ, bất quá có thể phái một số người vụng trộm giúp đỡ, giúp hắn tránh né truy sát, thành công sống sót. Dù sao nói thế nào đều là chúng ta diệt ma các đệ tử, đại đế đã từng nói không buông bỏ bất cứ một người đệ tử nào, đây là chúng ta diệt ma các tôn chỉ. Tốt, hạng khôi quyết định chủ ý, thình linh đứng lên nói, tự theo nhị trưởng lão lời nói, sự tình nhị trưởng lão ngươi đi an bài một chút, có thể cứu tự toàn lực cứu trở về. Rõ, hạng khôi hạ lệnh, 10 cái trưởng lão không dám nhiều lời, nhao nhao lĩnh mệnh xuống dưới an bài bố trí. Hạng khôi một người đứng tại trong chính sảnh thật lâu, thật dài thở dài nói, đại đế A, à, hạng khôi vô dụng, không cách nào đột phá một bước cuối cùng, nếu có ngày năm đó chiến lược cùng bá khí, làm sao có thể trơ mắt xem chúng ta trong các con em bị người đuổi giết. Giang giật ẩn nấp rồi, nếu không nhiều như vậy đại quân cùng phong vương cấp không có khả năng tìm không thấy hắn, không bằng hắn rất khổ bức. Hắn giờ phút này nghe tại thanh phong thành, cũng chính là hắn lần thứ nhất cùng đường tòa thành trì kia, thành nội con dân bị hắn công kích đến bốn phía chạy trốn thành trì. Nơi này không phải hỗn độn hải, thần thức không có hạn chế, phong vương cấp nhẹ nhóm có thể dò xét đến hắn. Kề bên này hắn suy đoán đều là đao gia địa bàn, làm thanh đế thủ hạ đệ nhất gia tộc, đao gia có thế lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Sở dĩ, hắn phi thường tinh tường giống như dựa vào trốn, hắn là chạy không thoát. Đã như vậy chỉ có ẩn núp đi, hắn cuối cùng lựa chọn tiềm phục tại thanh phong thành bởi vì tòa thành trì này tương đối loạn, thành nội bị hắn hủy đi trên trăm tòa thành lâu đài, bỏng rất nhiều người. Càng loạn địa phương càng tốt ẩn núp, hắn đang công kích tòa thứ hai thành trì về sau, lập tức lặng yên quay trở về thanh phong thành, đồng thời thành công lẫn vào. Thương binh doanh, đúng vậy, thương binh doanh, hắn công kích tòa thành trì này thời điểm, thả ra một chút hỏa diễm, thành nội bị bỏng người đạt tới mấy vạn. Những người này rất nhiều đều là cấp thấp võ giả, thành chủ đem bỏng người tập trung đặt ở vài tòa bên trong đại trang viên, cũng mặc kệ bọn hắn, cấp cho một chút liệu thương đan dược, để bọn hắn chính mình chữa thương. Giang giật cũng bỏng, mà lại cả khuôn mặt đều biến thành tiêu thịt, toàn thân làn da không có một khối là tốt, sở dĩ hắn rất khổ bức. Đây là không có biện pháp biện pháp, bởi vì hắn chân dung rất nhiều người đều có, giống như không đem mặt cho hủy đi, hắn thoáng cái tự bị nhận ra, không bỏng chính mình, hắn làm sao trà trộn vào thương binh doanh. Đem chính mình cho thiêu đến không thành nhân dạng, giang giật cũng coi là ngoan nhân, sợ là người bình thường đều không hạ thủ được A hắn ở dưới ngọn núi đem hỏa linh châu thu vào, đem thiên phong giáp thu vào, đem trên người sở hữu bảo vật đều thu, thả ra một tia hỏa diễm toàn thân trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn rõ ràng có thần thụ diệp có thể nhẹ nhóm chữa thương, rõ ràng có thể vận công chậm lại thân thể thống khổ, nhưng hắn lại chỉ có thể gượng chống. Mà lại hắn còn không dám đi thanh phong thành, tại chân núi đợi nửa canh giờ, liền muốn hôn mê lúc mới bị người phát hiện nhấc trở về thành nội, ném vào thương binh doanh. Đến thương binh doanh, hắn vẫn như cũ không dám quá nhanh chữa thương, hắn cần ở nơi này một đoạn thời gian, né qua trận này danh tiếng. Giống như quá sớm khôi phục, hắn còn thế nào tiếp tục ở nơi này lấy. Mấy cái này trong trang viên đều là thành nội thương binh, thành chủ dẫn người tại phủ cận điều tra, trong thành đề phòng, nhưng tuyệt đối không ai muốn lấy được giang giật gất giấu thương binh bên trong. Thương binh doanh bên trong căn bản không ai quản, thành nội các đại nhân vật sẽ không tới nơi này đến, dù sao nơi này mùi quá khó ngửi tràng diện cũng quá dơ giấy bẩn thỉu hoành bảy tám dựng thẳng khắp nơi đều nằm người tiếng rên rỉ phát điên âm thanh tiếng mắng chửi bên tai không dứt giang giật nằm tại trong một cái góc hắn đều thiêu đến mẹ hắn thân đều không nhận ra được phụ cận người tự nhiên không biết hắn hắn thân thể không động được một câu chưa hề nói một mực nhắm mắt nghỉ ngơi ngạnh kháng toàn thân truyền đến đau đớn lúc đầu có hai người cũng tốt bụng tới hỏi thăm hắn hai câu kết quả hắn ai cũng không để ý những người kia tự nhiên là mặc xác hắn khó có thể tưởng tượng, một người liên tục không ngừng bị thống khổ tra tấn, chính mình rõ ràng có thể giảm bớt thống khổ, có thể trong nháy mắt chữa thương, lại chỉ có thể cưỡng chế, mà lại hắn còn không thể đã hôn mê, thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng vạn trùng cắn xé đau đớn. Giống như đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm chịu không được, hoặc là lặng yên chữa thương, hoặc là ngất đi. Giang giật tự nhiên không phải người bình thường, tâm tính của hắn phi thường cường đại, mà lại hắn có một loại trạng thái kỳ dị, thiên nhân hợp nhất tại loại trạng thái này bên trong giang giật hoàn toàn không cảm giác được nhục thân thống khổ không bằng hắn không thể lâu dài tại cái này trong trạng thái bởi vì thỉnh thoảng lại có thần thức quét tới hắn sợ bị xem thấu chỉ có tại chịu không được muốn hôn mê lúc mới có thể để linh hồn làm dịu một lát thời gian từ từ trôi qua giang giật linh hồn thời khắc đều là kéo căng vạn nhất truy sát qua hắn phong vương cấp đến dò xét nơi này hắn vẫn là có bại lộ nguy hiểm dù sao linh hồn khí tức không cách nào cải biến hắn có một loại thần thông có thể thay đổi linh hồn khí tức, huyễn ảnh thần thông, nhưng đối với phong vương cấp cường giả khẳng định không dùng. 10 canh giờ, 20 cái canh giờ, 50 cái canh giờ. Giang giật thân thể mạnh mẽ tự động chữa thương, toàn thân bị đốt bị thương địa phương kéo màn, bất quá từ bên ngoài nhìn vào vẫn là không ai có thể phát hiện hắn, nội tâm của hắn cũng rốt cục thở dài một hơi.